cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 2401, chỉ là có chút hơi nóng. Nhân số đối phương đông đảo, lại đều là cao thủ, sợ rằng người của chúng ta không cản được bao lâu. Hộ vệ lo lắng báo cáo. Kiều Mẫu sắc mặt lạnh lùng, lập tức dẫn tôi tới. Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, người nào chán sống như vậy. Hộ vệ nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, "Kiều Mẫu, tôi thấy người cầm đầu dường như dường như là đại thiếu gia kiều mẫu nhất thời sửng sốt cậu bảo sao hộ vệ là đại thiếu gia bên cạnh còn có một người phụ nữ dung mạo rất đẹp đại thiếu gia và nhị tiểu thư nhiếp gia dù thế nào kiều mẫu cũng không thể ngờ với sự trầm tĩnh của đại thiếu gia lại sẽ có thể dùng phương pháp thô bạo trực tiếp đánh tới cửa để đoạt người bất quá cũng khó trách vì bà vẫn luôn ở vạn mai sơn trang cho nên biết được thật ra thì ân duyệt dung đối đãi với tiểu thiếu gia rất tốt nhưng người ngoài lại sẽ không cho là như thế. Nhất là đại thiếu gia, không biết nghĩ như thế nào về phu nhân, dĩ nhiên là lòng như lửa đốt. Đại thiếu gia hiểu phu nhân rất rõ, biết đàm phán với phu nhân không có bất kỳ tác dụng nào, cũng chỉ còn lại có một con đường sông vào như vậy mà thôi. Ngay tại thời điểm kiều mẫu và hộ vệ còn đang trao đổi, tư giả hàn và diệp oản oản, còn có lâm khuyết, du thiệu đã dẫn đầu từ cửa trước tiến vào hậu hoa viên. Lâm Khuyết nói, cửu ca, cửu tẩu, Chúng ta chia nhau đi tìm đi. Diệp Oản Oản gật đầu, được. Nói xong, bốn người đang định chia nhau đi tìm người, lúc này, từ phương hướng phòng ăn đột nhiên có một âm thanh truyền tới. Mẹ, Đường Đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Oản Oản không cách nào tin được xoay người lại, sau đó liền nhìn thấy một cậu nhóc mặc một chiếc áo ấm nhung bông xù thật dày, giống như một quả cầu tuyết tí hon đang nhanh chóng chạy về phía nàng. Đường Đường, Diệp Oản oản nhanh chóng tiến lên, ôm thật chặt cậu bé ở trong lòng. "Mẹ, Đường Đường rất 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 nhớ mẹ. Thật xin lỗi, xin lỗi con, đến bây giờ mẹ mới đến." Tư Giả Hàn cũng bước nhanh về phía trước, nhìn thấy cậu bé bình an, nếp nhăn vì lo lắng giữa hai hàng chân mày cũng giãn ra được mấy phần. Lâm Khuyết và Du Thiệu cũng chạy thật nhanh tới, hai người cũng đều cảm thấy bất ngờ. Bọn họ âm thầm chủ tính cả nửa ngày. Vốn cho là khẳng định Đường Đường đã bị bắt giam tại Vạn Mai Sơn Trang, ít gì cũng phải trong một hầm giam nghiêm mật dưới lòng đất. Vì thế bọn họ dành hẳn mấy ngày nghiên cứu cách phá khóa, phá tan hầm giam, cứu lấy cậu bé. Ai ngờ đâu, sau khi chạy tới, chỉ mới bước vào sân sau, liền thấy được cậu nhóc Bình An vô sự. Bảo bối, con thế nào rồi? Diệp Oản Oản kiểm tra tỉ mỉ cậu bé từ trên xuống dưới, xác định trên người nhóc không có bất kỳ vết thương nào hơn nữa từ sắc mặt và biểu cảm của đường đường mà xem không có chút bộ dáng hoảng sợ nào nếu như nói có điểm bất thường thì chính là trên người nhóc có thêm hơi nhiều đồ ấm thì phải đến bây giờ quả thật lâm khuyết còn có chút không dám tin tôi nhổ vào thế này có phải là quá dễ dàng rồi hay không sẽ không phải là có bẫy chứ cũng không thể trách lâm khuyết nghĩ như vậy gương mặt tư giả hàn và diệp oản oản cũng đầy cảnh giác vẫn nên cẩn thận thì hơn Diệp Oản Oản nắm lấy bàn tay của cậu bé, đem Đường Đường vững vàng che chở ở trong ngực. Tô Thiệu mặt đầy nghiêm túc, chỉ sợ quản lý Ân đang muốn thả lưới một mẻ tóm gọn, chúng ta đi vào dễ dàng, sợ rằng đi ra ngoài sẽ rất khó khăn. Diệp Oản Oản còn đang quan tâm hỏi thăm Đường Đường, "Bảo bối, thân thể con có chỗ nào không thoải mái không?" Đường Đường bảo bối lắc đầu một cái, "Không có nha, Đường Đường rất tốt, chỉ là..." Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy khẩn trương, "Chỉ là cái gì?" Đương đương, chỉ là có chút hơi nóng. Chỉ thấy gương mặt của cậu bé đỏ bừng, có thể là bởi vì mới vừa chạy nhanh, trên trán cũng dịn ra một tầng mồ hôi mịn. chương 2402, có một loại lạnh gọi là bà nội cảm thấy cháu lạnh. Diệp hoàn hoàn đang mặt đầy khẩn trương, nhìn bộ dáng tròn vo này của nhóc, đột nhiên phát hiện điểm mấu chốt, nghĩ nghĩ, hít, bảo bối, có phải là con mặc hơi nhiều đồ ấm rồi hay không? Đã được bao bọc lại thành một quả cầu nhỏ rồi, còn có thể không nóng sao mặc dù cái bộ dáng này của bảo bối quả thật là đáng yêu đến bùng nổ đường đường thở dài bất đắc dĩ đáp thật ra thì con không lạnh nhưng mà bọn họ đều muốn con mặc thêm đồ ấm có một loại lạnh gọi là bà nội cảm thấy cháu lạnh diệp oản oản tư giả hàn xu thiệu lâm khuyết tình huống này hình như có điểm gì đó lạ lạ ngay cả tư giả hàn đều cau mày một cái quần áo là ai mặc cho con Đường đường trả lời, bà nội, bà nội sợ con lạnh, yêu cầu con mặc nhiều đồ một chút. Tư giả hàn, diệp oản oản, hề. Lâm khuyết ngoáy ngoáy lỗ tai liên hồi, tôi có nghe lầm cái gì hay không? Sẽ không phải là đường đường gặp phải kích thích quá lớn, sinh ra ảo giác chứ? Một bên, dù thiệu chen vào, tiểu thiếu ra, cậu trốn ra khỏi hầm lao ngầm dưới đất như thế nào? Có phải là mới vừa rồi có người cố ý thả cậu ra? Đường đường chớp mắt một cái, Mặt đầy ngơ ngác, lao ngầm dưới đất là cái gì cơ? Lâm Khuyết, mấy ngày nay không phải là cậu vẫn đều luôn bị nhốt ở trong hầm lao ngầm dưới đất sao? Đường đường, không hề nha, tôi ngủ ở phòng sát vách bà nội. Lâm Khuyết, su Thiệu, Diệp Oản Oản, Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản càng nghe càng mơ hồ, mặt đầy mê mang nhìn về phía Tư Giả Hàn, a à cửu, vậy là sao? Lần đầu tiên Tư Giả Hàn cũng ngơ ngơ ngác ngác, Tình huống xoay chuyển kiểu này, anh cũng hoàn toàn không biết là có chuyện gì xảy ra. Từ cách đường đường nói mà xem, những ngày qua cậu bé không chỉ không hề bị giam lại, mà còn ở ngay trong sơn trang. Thậm chí ân duyệt dung còn quan tâm tới cuộc sống thường ngày của nhóc, yêu cầu nhóc mặc thêm đồ ấm. Khục, đường đường, con biết bà nội con hiện tại ở nơi nào không? Diệp Oản Oản hỏi. Đường đường, bà nội đang ở trong phòng bếp nấu cơm cho con đấy. Diệp Oản Oản, nà ní. Cái gì? Lâm khuyết, xong, xong rồi, sợ rằng đứa nhỏ này thật sự não bị kích thích, mất tỉnh táo rồi. Ngay tại thời điểm bốn người còn đang hoài nghi nhân sinh, bên ngoài phòng ăn đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Bốn người nhất thời đầy cảnh giác tiến vào trạng thái phòng bị, lập tức xoay người. Sau đó, trong nháy mắt ngay khi xoay người, mấy người liền nhìn thấy. Trên người ân duyệt dung mặc một bộ đồ bộ ở nhà màu lam nhạt, đeo một chiếc tạp dề màu hồng, trong tay còn đang bưng một mâm sườn xào chua ngọt. Cùng lúc đó, ân duyệt dung cũng nhìn thấy mấy người ở phòng ăn. Trong lúc nhất thời, mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ, cứ như vậy choáng váng tại chỗ. Lâm khuyết, mắt của tôi, có phải là mù rồi hay không? Diệp oản oản đờ đẫn, không phải chỉ mỗi mình cậu mù đâu. Trong nháy mắt ngay khi ân duyệt dung nhìn thấy mấy người, sắc mặt cơ hồ thoát cái liền lạnh xuống. Quả thật là bà đã đánh giá thấp sự can đảm của những người này rồi, lại dám xông vào vạn mai sơn trang. Lúc này, đường đường bạch 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 chạy tới chỗ ân duyệt dung, bà nội. Sương sườn non giấm đường sốt tiêu của con làm xong chưa? Thần sắc ân duyệt dung thoáng hòa hoãn, rồi. Sườn xào chua ngọt ân duyệt dung làm màu sắc mê người, mùi thơm nước mũi, ngay cả diệp oản oản cũng không nhịn được mà nhìn chăm chú. Đường đường, oa, wow, bà nội thật lợi hại, Tựa hồ ân duyệt dung coi mấy vị khách không mời mà đến, tự tiện đột nhập này không tồn tại, chỉ nhìn cậu nhóc trước mắt còn muốn ăn cái gì. Đường đường suy nghĩ một chút, ừm, kẹo hồ lô, bà nội biết làm sao. Ân duyệt dung có thể thử xem. Đường đường nhất thời mặt đầy vui vẻ, quá tốt rồi, cha con thích ăn kẹo hồ lô. Ân duyệt dung, tư giả hàn. chương 2403, em tin tưởng đường đường. Mặc dù thời điểm đối diện với đường đường, dường như ân duyệt dung đã biến thành một người khác, nhưng thoát cái khi nhìn những người ngoài, thần thái liền lập tức hóa thành lạnh nhạt. Ân duyệt dung nhìn về mấy vị khách không mời một cái, ánh mắt lạnh đến mức không hề có một chút nhiệt độ nào, xem ra mấy vị xem vạn mai sơn trang của ta là thắng cảnh tham quan rồi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hai con người tư giả hàn hiếp lại, ừ. Kết quả, không đợi tư giả hàn mở miệng nói xong, đường đường đã líu líu lo lo, Đúng mà, phong cảnh nơi này thật tuyệt phải không? Phía sau còn có một rừng mai đặc biệt đẹp đẽ. Cha, mẹ, hai vị thúc thúc, các người tới thật đúng lúc. Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm nha. Đợi sau khi cơm nước xong có thể đi rừng mai ngắm hoa. Ân duyệt dung, tư giả hàn, diệp oản oản, su thiệu, lâm khuyết, ngắm hoa, lại còn, còn ở lại dùng cơm. Đùa sao? Ân duyệt dung không đem bọn họ tháo thành tám khúc làm phân bón cho rừng mai cũng là không tệ rồi. Ân duyệt dung sắc mặt âm trầm, biến đổi liên tục. Đường đường mặt đầy kiêu ngạo khoe, một lát nữa mọi người liền có thể nếm được tài nấu nướng của bà nội rồi, bà nội nấu ăn rất ngon đấy. Biểu cảm của ân duyệt dung biến ảo mấy lần, cuối cùng rốt cuộc khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc, thức ăn ở phòng bếp, các vị cứ tự nhiên. Chờ mắt nhìn ân duyệt dung không hề làm gì mình, trực tiếp xoay người đi vào phòng bếp, bốn người ở phía sau đã trợn mắt há mồm má ơi cái cái ý tứ này là thật đúng là giữ chúng ta lại dùng cơm lâm khuyết mặt như gặp quỷ du thiệu cũng có chút kinh hoàng từ lúc bắt đầu bước vào vạn mai sơn trang hết thảy diễn biến sự việc tiến triển có chút khó mà tưởng tượng nổi một lát sau tất cả thức ăn đã được dọn lên ân duyệt dung đường đường tư giả hàn diệp oản oản lâm khuyết du thiệu ngồi vào cùng một bàn ăn lâm khuyết và du thiệu cũng không dám thở mạnh bọn họ lại có thể cùng ân duyệt dung ngồi ăn cơm chung một bàn hơn nữa thức ăn còn là do ân duyệt dung tự mình làm chính giữa chiếc bàn thậm chí còn có những viên kẹo hồ lô tròn tròn sắc hồng óng ánh chuyện này nói ra quả thật là không một ai sẽ tin cả cái bàn này người bình tĩnh duy nhất đại khái chỉ có đường đường mà thôi mặc dù ân duyệt dung cho phép bốn người lưu lại nhưng trực tiếp coi những người khác như là không khí đầy tự nhiên ngồi xuống ăn cơm. Cậu bé trước tiên gắp cho mẹ một miếng sườn xào chua ngọt, mẹ mau nếm thử đi. Diệp oản oản nuốt nước miếng, sườn xào chua ngọt ân duyệt dung làm. Nàng dám ăn không? Nhưng mà, tình hình này, không ăn dường như cũng không hay cho lắm. Diệp oản oản phục hồi lại tinh thần, mau chóng gật đầu liên tục, được. Được. Kết quả, vừa mới chuẩn bị há miệng, đã bị tư giả hàn chặn lại, đừng ăn. Rất hiển nhiên, Tư Dạ Hàn cũng không tin Ân Duyệt Dung. Động tác nhỏ này của Tư Dạ Hàn tự nhiên không tránh được ánh mắt của Ân Duyệt Dung. Chiếc đũa trong tay Ân Duyệt Dung khựng lại, cứng nờ, không khí quanh người như lạnh đi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ âm thầm than thở, hạ thấp giọng nói với Tư Dạ Hàn, em biết anh không tin bà ấy, em cũng không tin. Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản dừng một chút, nhìn về phía đường đường bảo bối, nhưng mà, em tin tưởng đường đường. Huống chi, ở đẳng cấp của ân duyệt sung, nếu như muốn hạ độc người khác, hoàn toàn có thể khiến cho đối phương trúng độc mà không chút phòng bị nào. Làm sao lại có khả năng dùng phương pháp cấp thấp hạ độc trong đồ ăn như thế này? Nói xong, nàng trực tiếp cúi đầu, đem miếng sườn xào chua ngọt cho vào trong miệng. Tư giả hàn trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản nuốt miếng xương sườn vào, nhất thời cả người đầy căng thẳng. Diệp Oản Oản, a, à. Tư giả hàn, sao vậy? Diệp Oản Oản, món này ngon quá đi! Tư Giả Hàn. Chương 2404, thật là thơm. Rất ngon phải không? Con đã nói bà nội rất lợi hại. Cái gì bà nội cũng biết, Đường Đường bảo bối cao hứng khoe đầy tự hào. Một bên, sắc mặt của Ân Duyệt dung như ôn hòa thêm mấy phần rất khẽ không thể nhận ra. "Cha, cha cũng ăn đi." Đường Đường lại gắp một miếng cá kho cho Tư Giả Hàn. "Cửu ca, đừng ăn, anh tin gì Dung sao?" lâm khuyết đầy khẩn trương ở bên cạnh thấp giọng thầm thì tư giả hàn không nói gì trực tiếp nhận lấy miếng cá đường đường gắp cho mình ăn một miếng ngay sau đó sắc mặt liền trở nên kinh ngạc anh vẫn cho là chẳng qua oản oản lo lắng ân duyệt dung tức giận mới cố ý nói như vậy thật không ngờ rằng tài nấu nướng của ân duyệt dung lại thật sự rất xuất sắc cha có ngon không đường đường bảo bối lập tức hỏi tư giả hàn im lặng rất lâu ngay sau đó gật đầu ưm ân duyệt dung nghe vậy thần sắc thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã lại khôi phục như thường thấy tư giả hàn cũng ăn rồi dù thiệu chỉ có thể hùa theo gắp một miếng miệng nó lá gan của mọi người cũng quá lớn rồi tôi không ăn có đánh chết tôi cũng không ăn lâm khuyết mặt đầy sợ hãi lắc đầu lia lịa cuối cùng mắt thấy tựa hồ mấy người ăn cũng rất vui sướng lâm khuyết không nhịn được hoài nghi thật sự ngon như vậy sao tôi nếm một chút Lâm Khuyết cẩn thận từng ly từng tí, gắp một miếng nhỏ, sau đó, ánh mắt liền sáng lên. Món này cũng quá ngon rồi đi, tài nấu nướng của dì Dung lại có thể tuyệt đến vậy. Cuối cùng, toàn bộ người trong bàn vậy mà lại bắt đầu dùng cơm cùng nhau, tất cả thức ăn đều bị quét sạch. Lâm Khuyết ăn nhiều nhất. Thật là thơm. Giữa bữa ăn, Diệp Oản Oản vừa ăn vừa dùng ánh mắt đầy nghi vấn hướng về phía tư dạ hàn hỏi dò. Mà tư dạ hàn chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị, Đối với với tình hình hiện tại, anh cũng chưa bao giờ gặp. Dù sao Ân Duyệt Dung đã không chỉ một lần ở trước mặt bọn họ biểu hiện sự chán ghét và bài xích đối với Đường Đường. Thậm chí lần đó, tại hành lang trọng tài hội, đã buông lời độc ác đến tột độ. Nhưng sau khi tận mắt thấy lại phát hiện, sự thật lại hoàn toàn khác với những gì anh dự đoán. Phản ứng của Đường Đường không làm giả được, cậu bé ở chỗ này nhiều ngày như vậy, tâm tình vô cùng ổn định. Không chỉ là ổn định có thể nói là trạng thái rất tốt, được chăm sóc cũng rất tốt. Ân Duyệt Dung thậm chí còn tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho Đường Đường, hơn nữa đồ ăn Ân Duyệt Dung làm lại là thức ăn mặn, thứ mà bà chưa bao giờ đụng qua theo trí nhớ của anh. Hơn nữa, mới vừa rồi rõ ràng Ân Duyệt Dung đã muốn phát tác, nhưng mà, chỉ vì một câu nói của Đường Đường, lại thật sự giữ bọn họ lại ăn cơm. Con người của tư giả Hàn giống chìm vào nơi sâu nhất của biển cả, sóng ngầm mãnh liệt. Ân Duyệt Dung trước mắt này và Ân Duyệt Dung anh nhận biết, dường như căn bản cũng không phải là một người. Nhưng mà, đây chỉ là khi bà đối mặt với Đường Đường mà thôi. Còn thái độ đối với những người khác vẫn như cũ là Ân Duyệt Dung đó. Nếu không, anh thậm chí đã sắp hoài nghi người trước mắt căn bản chính là một người khác giả mạo. Mẹ anh đây là như thế nào, em đều sắp mộng bước rồi. Diệp Oản Oản có chút thẳng thốt cắn đũa. Có lẽ, em nên hỏi con của em ánh mắt tư giả hàn hướng về phía cậu bé ngồi chính giữa ân duyệt dung và diệp oản oản diệp oản oản ngưng thần trầm tư thật lâu cuối cùng vỗ đùi một cái a à cửu em biết nguyên nhân tư giả hàn nhìn về phía nàng là gì diệp oản oản nhất định là bởi vì con trai của em vô cùng đáng yêu à nha tư giả hàn biểu cảm của tư giả hàn một lời khó nói hết có đáng yêu đến mấy cũng không có khả năng khiến cho ân duyệt dung cảm thấy xúc động chút nào nhưng mà trừ yếu tố đó ra anh cũng không cách nào phán đoán thái độ của ân duyệt dung đối với đường đường khác thường như vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì làm sao anh không tin sao diệp oản oản nhíu mày tư giả hàn không nói lời nào nhưng mà nét mặt đã trả lời nàng diệp oản oản nói đầy sâu xa rất khó hiểu sao ban đầu cũng không phải là bởi vì anh thấy em vô cùng đáng yêu nên mới đối với em vừa thấy đã yêu sao tư giả hàn hai chuyện này không thể nhập làm một. Diệp Oản Oản lầu bầu, rõ ràng chính là cùng đạo lý không sai biệt lắm. chương 2405, thật sự yêu thích đường đường. Lâm khuyết lầm bẩm tôi nói này cửu ca, lá gan của các người cũng quá lớn rồi đó. Lại còn thật sự ăn. Tư giả hàn yên lặng liếc lâm khuyết ăn nhiều nhất. Anh chưa bao giờ tin tưởng ân duyệt sung, chẳng qua chỉ tin tưởng Oản Oản mà thôi. Đường đường, cha, kẹo hồ lô cha yêu thích ăn. Diệp Oản Oản, đúng đúng đúng, cha con thích ăn nhất là kẹo hồ lô. Tư giả hàn. Một bữa cơm cứ như vậy diễn ra trong bầu không khí vô cùng hài hòa, ngay cả món tráng miệng cũng đều được ăn sạch. Sau đó, đường đường đúng theo kế hoạch định dẫn mọi người đi tham quan rừng mai. Đường đường, mẹ, đường đường dẫn mẹ đi ngắm hoa mai. Diệp Oản Oản, à, thật đúng là định đi ngắm mai sao. Diệp Oản Oản và Tư Giả Hàn trao đổi cho nhau một ánh mắt. Hiện tại, việc cần thiết trước mắt là phải tìm cách đem tiểu bảo bảo mang đi. Nhưng mà, mới vừa ăn uống chung xong một hồi, lại không tìm được cơ hội mở miệng. Bọn họ hiểu rất rõ, bây giờ bọn họ còn có thể miễn cưỡng giữ được trạng thái, hòa bình, giả tạo. Nhưng mà, một khi mở miệng đề cập, sợ là có muốn che giấu cũng không thể làm được nữa. Diệp Oản Oản dự định trước tiên đi ngắm hoa sau đó sẽ thảo luận kỹ hơn, nghĩ một phương pháp nói huyền chuyển một chút. Kết quả, Tư Giả Hàn đã lên tiếng. Tư Giả Hàn, đường đường, chúng ta cần phải trở về. Diệp Oản Oản chỉ có thể yên lặng than thở che chán. Thế này, cũng khó trách quan hệ hai mẹ con này kém đến như vậy. Trong nháy mắt ngay khi Tư Giả Hàn dứt tiếng, bầu không khí vốn có vẻ ấm áp dưới ánh mặt trời rực rỡ, như hóa thành bọt biển, gió thổi nhẹ liền tan biến. Đáy mắt Ân Duyệt Dung lóe lên vẻ tàn khốc, ánh mắt trong trạng thái vô thức quay về phía Đường Đường nhìn lại. Diệp Oản Oản bén nhạy nhận ra được, thời điểm ánh mắt Ân Duyệt Dung rơi vào trên người Đường Đường, cơ hồ là trong nháy mắt có sự thay đổi. Mặc dù sự thay đổi đó nhỏ bé đến mức không thể nhận ra, nhưng đại khái là với bản năng của một người mẹ, nàng cảm nhận được một sự ấm áp ở trong mắt Ân Duyệt Dung. Thậm chí là rất nhiều. Ngay từ đầu nàng cũng hoài nghi có phải là ân duyệt dung có âm mưu gì đó hay không nhưng với tính tình của ân duyệt dung bà cũng chưa bao giờ thích những trò vòng vo uốn lượn cũng không có khả năng làm được đến mức tự mình xuống bếp nấu cơm cho đường đường huống chi trẻ con không biết nói dối phản ứng của đường đường cũng không cách nào làm giả được nhóc cũng rất yêu thích bà nội mình diệp oản oản mất thật lâu mới tiêu hóa được sự thật này có lẽ là ân duyệt dung thật sự yêu thích đường đường nếu không làm sao lại để cho đường đường ngủ ở căn phòng sát phách mình làm sao lại có thể cho người đi chuẩn bị quần áo trẻ con thậm chí còn tự mình xuống bếp vì đường đường cho nên nói trước đó bà vẫn luôn không quan tâm đến ảnh hưởng và áp lực của dịch linh quân không nguyện ý thả người là bởi vì không nỡ để đường đường rời đi sao đường đường ngước đầu nhỏ lên phải đi về sao ánh mắt tư giả hàn lạnh lùng nhìn về phía ân duyệt dung hay là nói bà muốn tiếp tục giữ người lại trong lúc nhất thời bầu không khí như ngưng kết thành băng một bên lâm khuyết và du thiệu lập tức trở nên cảnh giác không đợi ân duyệt dung lên tiếng lúc này đường đường bảo bối ở bên cạnh dùng ngữ khí đương nhiên trả lời cha bà nội thích đường đường như vậy dĩ nhiên muốn giữ đường đường ở lại tư giả hàn ân duyệt dung nghe được lời của đường đường trên gương mặt luôn luôn không cảm xúc kia lộ rõ vẻ bối rối và lúng túng nhưng cuối cùng lại hoàn toàn không hề phản bác lời nói của đường đường Diệp Oản Oản nhìn biểu cảm của Ân Duyệt Dung, coi như là đã hoàn toàn xác định được suy đoán của mình. Vì vậy Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "A, à, khi nào trở về, cứ để Đường Đường tự quyết định đi. Nếu như Đường Đường ở chỗ này thấy vui vẻ, có thể chơi thêm mấy ngày. Dù sao cha mẹ cũng ở ngay gần đây, lúc nào cũng có thể sang thăm con." Chương 2406, nhờ bà nội trông nom ân duyệt dung không ngờ rằng diệp oản oản sẽ nói như vậy thần sắc kinh ngạc thấy rõ bà hiểu rất rõ nữ nhân này quan tâm đường đường đến giường nào ban đầu khi ân hành bắt đường đường đi nàng thậm chí không tiếc trực tiếp bại lộ thân phận đường đường nhìn về phía ân duyệt dung bà nội con có thể nói chuyện riêng với mẹ một lát được không ân duyệt dung được một lát sau đường đường kéo lấy oản oản cùng đi đến rừng mai không người sau lưng cách đó không xa Kiều mẫu âm thầm đi theo, ẩn nấp ở phía sau một hòn non bộ cao hơn người. Mẹ, ôm, đến chỗ không người, cậu nhóc lập tức làm nũng. Diệp oản oản quả thật là bị đốn tim rồi, làm sao có thể cự tuyệt sự đáng yêu này, vội vàng ngồi trồm hổm xuống ôm cậu bé vào trong lòng. Mẹ, biểu cảm của cậu bé thoạt nhìn có chút thương tâm. Diệp oản oản vội hỏi, sao vậy? Cậu nhóc rú đầu xuống, mẹ, mẹ chưa hôn đường đường một cái. Diệp oản oản bật cười, cái tên nhóc này gọi mình đến đây là vì vậy à đoán chừng là mới vừa rồi đông người nên ngượng ngùng diệp oản oản ôm chặt cậu bé trong ngực nhẹ nhàng hôn một cái ở trên má của cậu bé thấy cậu bé có vẻ không được cao hứng cho lắm diệp oản oản cười một tiếng lại chụt hôn thêm một cái lúc này cậu nhóc mới hài lòng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cặp mắt sáng lấp lánh đường đường mẹ có vấn đề muốn hỏi con mẹ là chuyện của bà nội sao ừ con con có thích bà nội không diệp oản oản thử hỏi dò cậu bé không do dự đây khẳng định gật gật đầu đường đường thích bà nội bà nội giống như mẹ nói mặc dù có chút không dễ sống chung lắm độ nhạy cảm cũng có chút thấp tuy nhiên lại là một người rất tốt rất ôn nhu lúc này diệp oản oản mới nhớ ban đầu mình có nói qua những lời này với đường đường ho nhẹ một tiếng không sai không sai đúng là như vậy nghe đến đó Cuối cùng Diệp Oản Oản cũng yên tâm rồi. Mặc kệ ân duyệt dung đối với người khác như thế nào, ít nhất bà cũng sẽ không làm thương tổn đến đường đường. Cùng lúc đó, sau hòn non bộ, Kiều Mẫu lặng lặng nghe những lời này. Thời điểm nghe đến đó, đã không tiếp tục nghe lén nữa, ngay sau đó lặng lẽ rời đi. Diệp Oản Oản xoa xoa đầu của cậu bé, vậy cũng tốt. Nếu như bảo bối muốn ở lại, thì cứ ở lại chơi thêm mấy ngày đi. Cha và mẹ qua mấy ngày nữa sẽ tới đón con. Đường đường bảo bối đáp, không cần đâu mẹ, qua mấy ngày nữa con sẽ nói bà nội dẫn con về là được rồi. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, nhất thời đảo tròng mắt một vòng. Nếu như thật sự có thể để cho ân duyệt dung chủ động đưa đường đường về nhà. Vậy thì quá tốt rồi. Dù sao bất kể bọn họ dùng phương thức gì đem đường đường mang đi, sợ rằng đều sẽ huyên náo lên, tan rã trong không vui. Vạn nhất tư giả hàn và ân duyệt dung lại đối chọi, Vậy thì sẽ uổng công đường đường ở chỗ này những ngày qua rồi. Cho nên, sau khi do dự nửa ngày, Diệp Oản Oản vẫn quyết định tin tưởng Đường Đường, được. Diệp Oản Oản và Đường Đường lại trò chuyện tiếp một hồi, sau đó mới quay trở lại phòng ăn. Thấy Đường Đường trở lại, ánh mắt Ân Duyệt Dung lập tức nhìn sang. Diệp Oản Oản dắt cậu bé, nhìn về phía Ân Duyệt Dung, thần sắc ôn hòa nói, vừa vặn gần đây tôi và A à Cửu cũng rất bận rộn, không biết Đường Đường có tiện tiếp tục làm phiền nhờ bà nội trông nom thêm mấy ngày. Từ đầu tới cuối Diệp Oản Oản đều không nhắc tới việc ân duyệt dung bắt cóc đường đường. Đáy mắt ân duyệt dung thật nhanh toát lên vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền ổn định lại tinh thần, phối hợp với Diệp Oản Oản, lạnh nhạt trả lời, cũng được. Khóe môi Diệp Oản Oản mấp máy, vậy xin kính nhờ. Thấy tư dạ hàn muốn mở miệng, Diệp Oản Oản liền cho anh một ánh mắt bình tĩnh chứa nôn nóng. Sau khi rời khỏi ân gia, Diệp Oản Oản đem tất cả nội dung mình trao đổi với Đường Đường nói cho Tư Dạ Hàn biết. Chương 2407, không so sánh sẽ không thấy tổn thương. Diệp Oản Oản, em đã nói mà, suy đoán của em không sai nha. Mẹ anh quả nhiên đúng là rất thích Đường Đường nha, cho nên nói, hiện tại chúng ta đi về trước, đợi tin tức của Đường Đường là được rồi. Thật ra thì lần này qua đây, từ biểu hiện của Đường Đường và Ân Duyệt Dung mà xem, quả thật có thể thấy được bọn họ ở chung rất hòa hợp. Chẳng qua là ấn tượng của ân duyệt dung ở trong lòng anh đã bén dễ quá sâu, vì vậy từ đầu đến cuối anh đều không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Lâm Khuyết kinh ngạc nói: đại lão đường đường thật lợi hại, thậm chí ngay cả dì dung đều có thể thu phục được. Tôi nói làm sao dì dung lại khác thường đến như vậy? thì ra là bị đường đường thu phục. Nói xong, cẩn thận nhìn về phía Tư Dạ Hàn một cái, một bên là con trai, một bên là cháu trai tại sao lại kém nhau xa đến như vậy? Phỏng trừng cửu ca tôi cũng chưa từng được ăn cơm gì dung làm đi. Quả thực là không so sánh sẽ không thấy tổn thương. Diệp oản oản nhất thời hướng về lâm khuyết trừng mắt một cái. Làm sao lại tự vạch áo cho người xem lưng vậy hả? Du thiệu khẽ cười một tiếng, vậy đại khái chính là khoảng cách thế hệ. Rất nhiều người mặc dù đối đãi với con mình rất nghiêm khắc, nhưng lại rất cưng chiều cháu của mình lâm khuyết lầm bầm nhưng ai lại có thể nghĩ tới dì dung lại cũng có một mặt giống với người bình thường vạn mai sơn trang thư phòng sau khi đám người tư giả hàn rời đi kiều mẫu đi vào bọn họ nói cái gì ân duyệt dung hỏi tính cách nhạy cảm lại đa nghi của ân duyệt dung không có khả năng ngay lập tức liền thay đổi cho nên khi diệp oản oản và đường đường cùng nhau rời đi bà liền âm thầm để cho kiều mẫu đi theo Kiều Mẫu đúng sự thật báo cáo lại những gì Diệp Oản Oản và Đường Đường trò chuyện ở bên trong rừng mai. Đường Đường thích bà nội, bà nội giống như mẹ nói, mặc dù có chút không dễ sống chung lắm, độ nhạy cảm cũng có chút thấp, tuy nhiên lại là một người rất tốt, rất ôn nhu. Không sai không sai, đúng là như vậy. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, vị nhị tiểu thư Nhiếp ra kia không hề nói với Đường Đường là bà bắt cóc cậu bé. Mấy câu nói ngắn ngủn khiến cho sắc mặt ân duyệt dung thay đổi liên tục kiều mẫu tiếp tục nói tất nhiên không có khả năng thật sự nghĩ như vậy chỉ sợ là vì không muốn lưu lại oán hận gì trong lòng đứa bé bất quá phần lòng dạ này đúng là những vị danh viện thiên kim kia không cách nào sánh được mặc dù ân duyệt dung không mở miệng nói gì nhưng thật bất ngờ vẻ diếu cợt và phản bác thường ngày không còn sót lại chút gì cảm giác cứ như thể mất mà lại được đi hỏi đường đường một chút ngày mai muốn ăn cái gì được rồi, tôi lập tức đi ngay. Hôm nay khi đám người tư giả Hàn sông tới, A Trung đang đi đến hình đường lãnh phạt rồi. Sau khi ăn đòn no, mới biết đã xảy ra chuyện gì. Diễn biến sự việc, dường như đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đêm khuya, A Trung vội vàng lẻn vào hầm giam tìm ân hành. Ân hành thiếu ra, chuyện sợ là không ổn. Xảy ra chuyện gì, nói cho rõ ràng. Xế chiều hôm nay, Tư Dạ Hàn và nữ nhân kia mang theo một nhóm người xông vào vạn mai sơn trang. Ánh mắt ân hành sáng lên, cái gì? Cậu nói Tư Dạ Hàn lại có thể xông vào vạn mai sơn trang. Đây không phải là chuyện tốt sao? Hắn đã mong đợi bọn họ vội vàng tranh đấu, đấu đến người chết ta sống. Ân hành chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể đoán được tình hình dương cung bạt kiếm căng thẳng khi đó. Hiện tại thế cục thế nào, có phải là đã tranh đấu rồi hay không? ân duyệt dung rất là khó đối phó, khẳng định tư giả hàn đã điều động tất cả mọi nguồn nhân lực rồi đi. Thủ vệ nơi này khẳng định là không còn xâm nghiêm như trước nữa rồi, cậu nhanh nghĩ biện pháp cứu tôi ra đi. Đợi tôi thoát ra ngoài, trước tìm một chỗ an toàn đợi mấy ngày, đợi tầm 5-3 ngày, cùng lắm là 10 ngày nửa tháng, bọn họ tất nhiên sẽ đấu đến lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, tôi lại lấy thân phận gia chủ ân ra xuất hiện, đi thu thập tàn cuộc. Càng nói, ánh mắt ân hành càng sáng, mặt đầy vẻ khẳng định. Nhưng mà, hắn lại không hề phát hiện sắc mặt của A Trung khó coi không thôi. Thật lâu A Trung mới do dự chọn lời, khục, thiếu ra, sự tình không giống như chúng ta dự liệu cho lắm. chương 2408, biết vậy chẳng làm. Khó trách mấy ngày nay cậu có thể lẻn vào đây dễ dàng như vậy. Sợ là tư giả hàn đã không rảnh quan tâm. Ân hành đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên nghe được câu nói chen vào của A Trung, âm thanh khựng lại không giống có ý gì a à, trung nuốt nước, nước miếng đại khái là bởi vì thái độ phu nhân quá kiên quyết nói cái gì cũng không chịu thả người ngay cả dịch hội trưởng ra mặt cũng đều vô dụng đại thiếu gia bị ép nên mới cùng với người phụ nữ kia điều động một nhóm lớn tinh nhuệ trực tiếp giữa ban ngày mạnh mẽ xông vào vạn mai sơn trang vốn tôi nghĩ rằng lần này nhất định là sẽ không chết không thôi ai ngờ đâu hai bên êm đẹp hoàn toàn không hề đánh nhau một chút động tính cũng không có, thậm chí. Thậm chí cái gì? Thậm chí phu nhân còn để bọn họ ở lại cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn cơm xong còn đi dạo vườn mai. Cuối cùng tư dạ hàn cũng không mang thằng nhãi con kia đi, nói là để nó ở lại bên này chơi thêm mấy ngày. Quả thật là nói bậy nói bạ. Ân hành thiếu ra, tôi cũng hoàn toàn không thể tin được. Nhưng, nhưng sự thật quả thật là như thế. Thật ra thì, có chuyện này tôi mãi vẫn không dám nói với cậu đều đã đến lúc nào rồi, còn cái dám gì không mau thả đi Sự cảm chẳng lành trong lòng ân hành càng lúc càng lớn Tất cả vẻ điềm đạm ngụy trang thường ngày đều hóa thành cầu cần hung ác A à, Trung vội vàng nói, chính, chính là không hiểu vì sao phu nhân càng ngày càng đối xử tốt với tiểu tạp chủng kia Ngay từ đầu chỉ là sắp xếp nó ở phòng sát vách, cũng không có phản ứng gì mấy Sau đó lại dần dần quan tâm tới cuộc sống thường ngày, cơm ăn áo mặc của thằng nhóc đó để cho Kiều mẫu mua quần áo mới cho nó, cho phép tự do đi lại, còn cho phép nhãi con kia tùy ý ra vào thư phòng. Mỗi ngày, thời điểm phu nhân làm việc, nhãi con kia sẽ ở trong thư phòng phụng bồi. Hôm nay, hôm nay phu nhân thậm chí phá lệ, ăn chay nhiều năm như vậy, vậy mà tự mình xuống bếp làm món ăn mặn cho tiểu tử kia. A à, Trung nói một hơi, sau đó hốt hoảng chép miệng, tôi vốn cho là nhất định phu nhân sẽ ghét cay ghét đắng tiểu tạp chủng này. Nào ngờ đâu! phát hiện diễn biến càng lúc càng có gì đó sai sai phu nhân phu nhân đầy rõ ràng là đang coi thằng nhãi kia như cháu trai ruột mà đối đãi ân hành càng nghe sắc mặt càng khó coi cậu nói cái gì cậu nói mẹ không chỉ không hành hạ nhãi con kia mà còn rất sủng ái nó ân duyệt dung coi tiểu tạp chủng kia như cháu trai ruột quả thực là lời nói vô căn cứ a à, trung che lấy mấy vết thương trên người đáy mắt tràn đầy phẫn hận chính xác trăm phần trăm tên oát con này thật giống như mẹ nó cũng không biết là cho phu nhân uống bùa mê thuốc lú gì lại có thể khiến cho một người như ân duyệt dung bị thuần phục nào chỉ là sủng ái nếu nói là nói gì nghe nấy cũng không sai ngày kia tâm tình phu nhân không tốt tôi ở ngoài thư phòng bưng trà dâng nước trấn an kết quả phu nhân trực tiếp phạt tôi một trận tên tiểu tạp chủng kia thì ngược lại tùy tiện nói mấy câu an ủi phu nhân liền trực tiếp ôm lấy nó đi vào trong thư phòng Mọi chuyện A Trung đều nói đều rất tường tận, tuyệt đối không phải là đang nói láo. Hắn ở bên cạnh ân duyệt dung lâu như vậy rồi, tự nhận là đã hiểu rất rõ ân duyệt dung. Làm sao có thể ngờ, chuyện sẽ rắc rối đến mức này. Hắn một lòng trông cậy vào tên tiểu tạp chủng này sẽ có thể trở thành mồi dẫn lửa khiến tư dạ hàn và ân duyệt dung khai chiến. Nhưng mà bây giờ, lại khéo quá hóa vụng, ân duyệt dung và tư dạ hàn thậm chí rất có thể sẽ vì đứa bé này mà bình thường hóa quan hệ, hắn đây quả thực là, mang đá tự đập vào chân của mình. Vào giờ phút này, ân hành đã hối hận tím cả người, một quyền đập vào trên song sắt. Sớm biết như thế này, ban đầu liền không nên đi bắt cóc thằng nhóc kia. Nếu không hắn cũng sẽ không xa suốt đến mức như bây giờ. chương 2409, tiễn bà ta một đoạn đường. Ân hành thiếu ra, hiện tại biết làm sao bây giờ. Nhãi con kia hiện tại đã chính thức ở lại vạn mai sơn trang rồi đối với nó phu nhân cũng càng ngày càng dung túng thậm chí nhờ vào nó ngay cả chuyện của nữ nhân kia cũng không định truy cứu nữa phải biết mâu thuẫn lớn nhất giữa phu nhân và đại thiếu gia chính là nữ nhân kia nếu cứ tiếp tục như vậy mà nói quan hệ của phu nhân và đại thiếu gia khôi phục vậy thì vị trí gia chủ ân gia này a trung nói đáng chết cứ tiếp tục như thế tư giả hàn và ân duyệt dung làm hòa tư giả hàn trở lại ân gia kế thừa vị trí gia chủ vậy thì hắn liền trở thành một quân cờ vô dụng. Ân Duyệt Dung sẽ không chỉ không quan tâm đến sống chết của hắn, mà nói không chừng sẽ còn vì sót cháu trai mà ghi hận hắn. Ân hành thiếu ra, ngài phải mau nhanh nghĩ biện pháp đi. Nghĩ biện pháp, tôi như hiện tại, có thể nghĩ biện pháp gì? Ân hành mặt đầy u ám, giống giận như một con thú bị giam cầm. Sau đó, trong mắt ân hành như rắn độc nhìn về phía A Trung, A Trung hiện tại mắt thấy tư giả hàn rất có thể sẽ trở thành gia chủ ân gia rồi. Làm sao, có phải là cậu muốn gió chiều nào xoay chiều nấy? Thanh âm lạnh lẽo của ân hành khiến cho sống lưng A Trung phát xét một trận, không? Không dám, làm sao thuộc hạ dám nghĩ như thế? Thuộc hạ trung thành tận tâm đối với ân hành thiếu gia ngài, tuyệt không hai lòng. Điểm này ngài phải hiểu rõ trong lòng. Ân hành hừ lạnh một tiếng. Trung thành, chẳng qua chỉ là bởi vì hắn nắm trong tay một số nhược điểm không thể lộ của A Trung mà thôi. Nếu như hắn dám phản bội, vậy thì cũng đừng mong sống nữa. Ân hành thiếu ra, việc cần thiết trước mắt, chính là mau nhanh nghĩ biện pháp ứng đối thì hơn. A Trung lo lắng nói. Giờ phút này, sau khi ân hành tiêu hóa chuyện này, đã thoáng bình tĩnh lại. Bị nhốt nhiều ngày như vậy, ân duyệt sung không biểu thị chút thái độ nào, vì vậy cho nên tinh thần hắn đã muốn sụp đổ tới nơi cho nên mới vừa rồi lòng hắn mới có thể dối như tơ vò đến vậy. A Trung không dám quấy nhiếu, cẩn thận từng ly từng tí đợi ở một bên. Một lát sau, đáy mắt ân hành đột nhiên lóe lên một ý cười khát máu, có lửa mới có khói, coi như tư giả hàn muốn hỏa hoãn quan hệ cùng ân duyệt dung, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cậu nói xem, nếu như bây giờ ân duyệt dung xong đời, người có khả năng kế thừa vị trí gia chủ ân gia này nhất, rốt cuộc là ai? Còn người A Trung khẽ chuyển động, nếu vậy, dĩ nhiên là ân hành thiếu ra ngài. Dù sao hiện tại ngài vẫn là ứng cử viên vị trí gia chủ tương lai do phu nhân chính miệng thừa nhận. A Trung nói xong, sắc mặt hơi trắng bệch, chẳng qua là, phu nhân. Xong, xong đời, phu nhân đang êm đang đẹp, làm sao có thể xong. Êm đẹp, đương nhiên là bà ta sẽ không có chuyện, nhưng nếu như tôi tiến bà ta một đoạn đường thì sao? Ánh mắt ân hành lạnh giá thấu xương. A Trung sợ hết hồn, chẳng lẽ ân hành muốn giết chết ân duyệt dung? Chỉ bằng hắn, bây giờ bị nhốt ở trong lao này, làm sao có thể làm được? Ân duyệt dung là ai? Mặc kệ là trắng trợn tấn công hay là ám sát, dù cho là dùng độc, coi như là hiện tại ân hành không có bị nhốt, cũng không có khả năng làm được loại chuyện như vậy. Dường như nhìn thấu A Trung đang suy nghĩ gì, ân hành hừ lạnh một tiếng nói, coi như là tư giả hàn, muốn lật đổ ân duyệt dung, cũng là chuyện không thể nào. Muốn diệt trừ ân duyệt dung, chỉ có một biện pháp, mượn tay trọng tài hồi. trùng hợp, chỗ này của tôi có một số món đồ có thể làm cho ân duyệt dung tuyệt đối không bỏ dậy nổi. là, là vật gì? a à, trung nuốt nước miếng. chỗ của vật kia, cậu đi đến tổ chức thanh ngọc minh tìm một người gọi là vương hổ, hắn sẽ tự đưa cho cậu. sau khi cầm được món đồ này, cậu nghĩ biện pháp đem nó thả vào thư phòng ân duyệt dung. chuyện còn lại không cần tôi nói, cậu cũng biết nên làm như thế nào chương 2410, chuyện này sợ là có chút khó. Ân hành nói đầy dữ tợn, A Trung nghe mà run sợ trong lòng, vội mở miệng nói, đem đồ vật thả vào thư phòng phu nhân, chỉ riêng chuyện này đã là bất khả thi. Cậu cũng biết thư phòng của phu nhân không cho bất kỳ ai tiến vào. Ân hành thản nhiên nhìn hắn một cái, cậu quên tên tiểu tạp chủng kia rồi sao? Đứa bé kia, A Trung không hiểu. Nếu đứa bé kia có thể tự do ra vào thư phòng, vậy thì cậu có thể lừa nó mang thứ đồ kia vào trong đó một hòn đá hạ hai con chim ân hành nói lừa gạt thằng nhãi kia chuyện này chuyện này sợ là có chút khó a à trung ngập ngừng nói bất quá chỉ là một thằng nhóc con vài tuổi đầu mà còn không giải quyết được tôi cần cậu làm gì dù có là phế vật cũng không phế đến thế ân hành thấp giọng chửi sau đó âm thanh hòa hoãn lại dụ dỗ a à trung mấy năm nay tôi đối xử với cậu như thế nào hẳn là cậu cũng rất rõ ràng tất cả mọi người đều biết cậu là người của tôi. Chỉ khi tôi là gia chủ ân gia mới có thể giúp cậu có một miếng cơm ăn. Nếu không, nếu để cho cái tên tư giả hàn kia làm gia chủ, cậu cho rằng là sau này cậu còn có thể có cuộc sống tốt sao? Lời nói của ân hành tràn đầy cám dỗ trong lòng A Trung hiểu rất rõ, ân hành nói không sai. Nếu như gia chủ đổi người, kết quả của hắn tất nhiên sẽ thê thảm. Nếu như chuyện này thành công, hắn sẽ nước lên thuyền lên, dưới một người trên vạn người cuối cùng a trung cũng đồng ý ân hành thiếu ra cậu cứ giao chuyện này cho tôi tôi nhất định không phụ kỳ vọng ân hành rất tốt bóng đêm thâm trầm a trung nhanh chóng rời khỏi đến chỗ gọi là thanh ngọc minh như ân hành dặn dò quan hệ giữa vương hổ và ân hành từ trước đến giờ vẫn rất tốt cho nên ân hành mới để cho vương hổ thay mặt bảo quản một số đồ trọng yếu sau khi đến nơi a trung báo tên của mình lập tức có thủ hạ dẫn hắn tới một hộp đêm nọ bên trong phòng viết riêng tư nào đó vương hổ đem một cái túi da trâu ném cho a trung đây thứ ngươi muốn a trung vội vàng nhận lấy mới vừa rồi lúc ở hầm giam hắn nghĩ mãi vẫn không ra vật mà ân hành thiếu ra nói có thể khiến cho ân duyệt dung sụp đổ còn có thể khiến cho trọng tài hội tự mình động thủ rốt cuộc là cái gì a trung vừa nghĩ vừa cẩn thận mở chiếc túi da trâu đó ra kết quả mới vừa nhìn một cái biến sắc bên trong túi hồ sơ này lại là một chút sổ sách bí mật, toàn bộ bên trong đều là ghi chép lại chi tiết các tài khoản và chứng cứ phạm tội của Tần Tung, những thứ vốn không nên được đưa ra ánh sáng. Thật không ngờ ân hành thiếu ra lại có thể nắm giữ được một thứ quan trọng đến như vậy. Sau khi Tần Tung ngã ngựa, không ít cao tầng trọng tài hội đã bị liên đới theo. Nhưng ân duyệt dung vốn là người cực kỳ cẩn thận, cũng không bao giờ làm chuyện gì xúc phạm tới quy củ của trọng tài hội. Cho nên mặc dù có quan hệ không tệ với Tần Tung, nhưng sau khi hắn ta xảy ra chuyện cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Nếu như những tài liệu này xuất hiện ở trong thư phòng của ân Duyệt Dung, thì bà ta có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đến lúc đó nhất định trọng tài hội sẽ trực tiếp ra tay. Đến lúc đó sợ là bà sẽ phải sống tiếp quãng đời còn lại ở trong tù. Nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì cút ngay đi. Vương Hổ không nhịn được đuổi khách, cũng hoàn toàn không hỏi A Trung muốn thứ kia để làm cái gì. Vật này đặt ở chỗ này của hắn quả thực là củ khoai lang bỏng tay. A Trung muốn lấy đi, hắn cầu mà không được. "Vâng, vâng." A Trung gật đầu liên tục. Sau khi lấy được đồ, A Trung lập tức trở về Vạn Mai Sơn Trang. Sắc trời còn chưa sáng, A Trung đầu tiên liền thận trọng luẩn quẩn ở khu vực gần thư phòng, muốn tìm cơ hội để lẻn vào bên trong. Nhưng mà, A Trung làm việc tại Ân Gia lâu như vậy rồi, cũng hiểu rõ Vạn Mai Sơn Trang như lòng bàn tay hắn rất rõ ràng, lẻn vào thư phòng là chuyện bất khả thi. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có thể dùng phương pháp của ân hành thiếu gia, đi tìm thằng nhãi con kia để đặt vật này vào, thần không biết quỷ không hay. Ân Duyệt Dung sẽ tuyệt đối không phát hiện. chương 2411, bà nội yêu thích tôi nhất. Suốt cuộc đợi được tới sáng sớm hôm sau, A Trung ghé chợ mua ít kẹo, sau đó lén lén lút lút đi tìm đường đường dường như từ sau khi đường đường qua đây ân duyệt dung liền không còn điên cuồng làm việc như vốn có hôm nay nghỉ ngơi chính là thật sự ở nhà nghỉ ngơi cũng không đi đâu càng không làm việc ngoài giờ mắt thấy chuyện dự thảo luật mới sắp đến giai đoạn cao trào cũng không chút hoang mang không nôn nóng gấp gáp như trước đó quả thật là giống như biến thành một người khác vào lúc này đường đường mới vừa cùng ân duyệt dung ăn sáng xong bà nội còn có thể vào rừng mai bẻ mấy cành hoa được không đường đường chớp đôi mắt to tròn xin phép một bên a trung nghe vậy cười lạnh quả nhiên là vô giáo dục hoa mai này chính là thứ mà ân duyệt dung yêu thích nhất người giúp việc làm gãy một ít cành lá cũng sẽ bị phạt nặng dù có là hắn có lần không cẩn thận làm gãy một nhánh hoa cũng bị trách mắng một trận tơi bời làm sao có thể để cho thằng nhãi danh này tùy ý bẻ mấy cành được cơ chứ a trung đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói chen vào đám hoa mai này chính là thứ phu nhân yêu thích nhất làm sao có thể tùy ý bẻ gãy. Mặc dù kiều mẫu muốn đỡ lời, nhưng cũng biết quy củ của ân duyệt dung, cho nên không tiện nói chuyện. Ân duyệt dung nhìn đường đường một cái, dường như cũng không có bộ dáng tức giận, đầy ôn hòa hỏi, những bông hoa kia nở trong rừng không phải rất đẹp sao. Đường đường tiến tới trước mặt ân duyệt dung, nở một nụ cười thật tươi, hoa nở trong rừng cũng rất đẹp, nhưng mà, đường đường cảm thấy, những đóa hoa rừng đó, nếu như tách ra, đặt ở bên cạnh bà nội sẽ càng đẹp hơn. Ân Duyệt Dung nghe vậy ngẩn cả người, sau đó khóe môi khẽ trúng lại, mỉm cười đầy dịu dàng. Đường đường, con muốn bẻ một nhành hoa đặt trên bàn sách của bà nội, như vậy lúc nào bà nội cũng có thể nhìn thấy, há chẳng phải là càng vui vẻ hơn sao. Phu nhân, người xem tiểu thiếu ra thật hiếu thuận làm sao. Kiều mẫu thật sự càng nhìn càng thích đứa nhỏ này, bà đã không nhớ được biết bao lâu phu nhân không sống cho bản thân mình. Từ sau khi tiểu thiếu ra xuất hiện, tâm tình của phu nhân càng ngày càng tốt, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn đường đường dừng một chút cố ý nhìn về phía a trung một cái mở miệng nói hơn nữa hiện tại thứ bà nội yêu thích nhất không phải là hoa mai mà là tôi đó nha sắc mặt của a trung đen như đáy nồi ha ha kiều mẫu bật cười một tiếng ngay cả ân duyệt dung đều cười khẽ một tiếng con đó không biết khiêm tốn a trung nghĩ đến chính mình hôm nay còn có việc cần tên oát con này giúp cố nén tức giận trong lòng tràn đầy đen tối ân hành thiếu ra nói không sai nếu như thật sự để cho tên oát con này tiếp tục được sủng ái sau khi ân ra đổi chủ hắn nào còn có chỗ đứng dừng mai a à trung mang theo kẹo âm thầm đi theo đường đường đợi đến chỗ không người a à trung lập tức lên tiếng thằng nhóc con a à nhầm tiểu thiếu ra đường đường nghe được âm thanh sau lưng quay đầu là ngươi à có chuyện gì sao thằng nhãi danh này rõ ràng mới có 4-5 tuổi nhìn người khác đều phải ngước lên, nhưng mà con ngươi lạnh nhạt kia lại như thể trời sinh từ trên cao nhìn xuống, khiến cho trong lòng hắn cảm thấy rất không thoải mái. Tiểu thiếu gia, đây là kẹo và đồ chơi tôi mua cho cậu, cậu xem thử có thích hay không. A à, Trung mặt đầy nịnh hót, đường đường nhìn chiếc túi tràn đầy kẹo và đồ chơi A à Trung đưa, khẽ nhíu mày, trong con ngươi to tròn lóe lên một tia sáng sắc bén. vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì chính là đạo tặc. A Trung thấy ánh mắt của cậu nhóc sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, "Tiểu thiếu gia, thích không? Chỉ cần cậu giúp tôi một chút chuyện nhỏ, những thứ này liền có thể cho cậu." Chương 2412, sẽ không một ai ghét mẹ ta. "Đường Đường không nhanh không chậm hỏi, giúp cái gì?" A Trung nhìn trái ngó phải một phen, ngay sau đó móc ra từ trong lòng ngực một chiếc hộp gỗ chạm hoa cực đẹp, "Tiểu thiếu gia, vật này, cậu có thể giúp tôi đặt vào trong hộp bàn thư phòng của phu nhân không?" đường đường nhìn chiếc hộp kia một cái, tại sao ngươi lại không tự mình làm? A Trung thở dài nói, tiểu thiếu gia, cậu cũng biết, chưa được phu nhân cho phép, tôi không thể tiến vào thư phòng, cho nên chỉ có thể nhờ cậu hỗ trợ. Trong này là cái gì? Đường đường lại hỏi. A Trung vội vàng trả lời, là một món đồ sứ. Bên trong là một chiếc bình sứ không lớn không nhỏ. Đường đường, tại sao ngươi lại muốn đặt cái này ở thư phòng của bà nội? A Trung cắn răng, tên oát con này, suy nghĩ quá nhiều, hỏi hết thứ này đến thứ khác. Vẻ mặt A Trung buồn thiêu, đầy đáng thương nói, hích, thật ra thì là như thế này. Lần trước phu nhân sai tôi vào trong sửa sang dọn dẹp thư phòng, kết quả, trong lúc dọn dẹp, do không cẩn thận nên tôi lỡ làm bể món đồ sứ này. Tôi sợ phu nhân trách phạt, không dám nói với phu nhân, nên mua một món khác tương tự, muốn trả lại trước khi phu nhân phát hiện. Tiểu thiếu gia, xin cậu thương xót, hỗ trợ một chút thấy đường đường không nói lời nào, A Trung ôn hòa hướng dẫn, tiểu thiếu ra, cậu chỉ cần thừa dịp lát nữa nhân lúc phu nhân không ở đây, lặng lẽ giúp tôi bỏ đồ vật này vào trong hộp bàn là được, rất đơn giản. Đường đường không đồng ý, cũng không hề cự tuyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ suy tính. A Trung thấy có triển vọng, càng thêm ra sức khuyên nhủ, tiểu thiếu ra, trước đó mặc dù có nhiều lúc đắc tội, nhưng cũng đều là vì tôi muốn tốt cho cậu. Cậu không biết, Ngày thường phu nhân nghiêm khắc đến giường nào. Tôi cũng chỉ là vì sợ cậu làm sai, khiến cho bà ấy tức giận, sợ bà ấy sẽ trách phạt cậu, cho nên mỗi lần mới đều ở bên cạnh nhắc nhở cậu. "Đương đương, thật sao?" Đáy mắt A à Trung lóe lên một cái, muốn nhân dịp này ly rán một chút, vì vậy mở miệng nói, "Đúng vậy, tiểu thiếu ra Chẳng lẽ cậu không biết chút gì sao? Thật ra thì quan hệ giữa phu nhân và cha cậu không tốt, làm rất nhiều chuyện quá phận đối với cha cậu." còn đuổi cha cậu ra khỏi nhà. Hơn nữa phu nhân còn rất ghét mẹ cậu. A Trung còn chưa dứt lời, đường đường mới vừa rồi còn rất có hứng thú nghe hắn nói chuyện lại đột nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt sắc lạnh như dao bắn về phía hắn, sẽ không một ai ghét mẹ ta. Khục, A Trung có chút cạn lời, nhưng mà tiểu thiếu ra, những gì tôi nói đều là chính xác trăm phần trăm. Không tin cậu có thể tùy tiện đi ra ngoài hỏi thăm một chút, những chuyện này tất cả mọi người đều biết đấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Đường Đường đầy lạnh lùng không hợp với lứa tuổi, gần từng chữ một, tại sao ta phải đi ra ngoài hỏi thăm? Ta chỉ cần nghe lời mẹ nói là được rồi. Mẹ đã nói bà nội là người tốt thì bà nội chính là người tốt. Người nói xấu bà nội, người chính là kẻ xấu. A Trung hoàn toàn không ngờ rằng thằng nhóc con này hoàn toàn ra bài không dựa theo nội dung cốt truyện, nhất thời có chút mộng bức. Vốn định tăng hảo cảm, nói xấu Ân Duyệt Dung một chút, làm sao đột nhiên hắn lại trở thành người xấu rồi không đúng ân duyệt dung vốn chính là người xấu nào cần hắn đi bôi đen kết quả tên oát con này làm sao lại ngu xuẩn như vậy nói cái gì cũng không tin a à, trung không có cách nào chỉ có thể dùng biện pháp mềm dẻo tiểu thiếu ra tôi sai rồi tôi sai lầm rồi nếu như cậu không tin tôi liền coi như xong là tôi lắm mồm không nên nói lung tung cầu xin cậu giúp tôi một chút đem vật này bỏ vào học bàn nếu không cái mạng nhỏ này của tôi khó lòng giữ được rồi. chương 2413, cùng nhau phơi nắng. Đường đường hư một tiếng, ta có chút không muốn giúp ngươi thì sao? A à, trông sắc mặt cứng đờ, tiểu thiếu ra, thật sự van xin cậu, sốt của cậu muốn như thế nào mới chịu giúp tôi một chút? Tôi đi mua thêm chút quà vặt và đồ chơi cho cậu có được không? Đường đường suy nghĩ một chút, nếu như muốn ta giúp ngươi mà nói, cũng có thể bất quá, ta có một yêu cầu. Nhất thời sắc mặt A Trung đầy vui mừng, yêu cầu gì? Vô luận là yêu cầu gì, tôi đều có thể đáp ứng cậu. Đường đường không nhanh không chậm nói, được rồi, vậy ngươi liền nói một trăm lần, bà nội ta là mỹ nhân, tấm lòng đẹp, là tiểu tiên nữ, đi. Sau khi A Trung nghe rõ yêu cầu của đường đường, quả thật là mặt đầy mộng bức. Thứ đồ chơi gì? Tên oát con này đang nghiêm túc sao? Nhưng mà... Lời này cũng quá khó mà nói ra khỏi miệng đi. Không nói sao? Vậy ta đi đây, đừng cản trở ta hái hoa cho bà nội. Thấy A Trung chậm chạp không mở miệng, Đường Đường xoay người định rời đi. A Trung nhất thời cuống cả lên, "Không không không, tôi nói, tôi nói ngay, phu nhân là là tiểu tiên nữ." Đường Đường, "Nói sai rồi." "Không cho phép nói sai dù chỉ là một chữ." A Trung vẻ mặt đưa đám, mặc dù hắn rất am hiểu nịnh hót, nhưng cũng chưa từng nói những lời đáng xấu hổ đến như vậy phu nhân phu nhân là mỹ nhân tấm lòng đẹp là tiểu tiên nữ phu nhân là mỹ nhân tấm lòng đẹp là tiểu tiên nữ phu nhân là đường đường nhàn nhã đi ở phía trước tiếp tục hái hoa cho ân duyệt dung a trung cắn răng lẽo đéo đi theo sau cứ như một thằng cháu trai chấp nhận số mệnh mà lặp đi lặp lại câu nói theo yêu cầu của đường đường cứ như vậy đi nhịn một chút vậy qua hôm nay Chính là thiên hạ của hắn. Nhãi con, người chờ đó cho ta. Thật vất vả cuối cùng cũng nói đủ số lượng, đường đường rốt cuộc cũng chọn chúng một nhành mai đặc biệt xinh đẹp đem hái xuống. Tiểu thiếu gia, lần này cậu có thể đáp ứng giúp tôi được rồi chứ? A à Trung lau mồ hôi. Mang tới đây đi, lần này đường đường vậy mà lại rất sảng khoái. A à Trung kích động giao đồ qua, tiểu thiếu gia, xin cậu lưu ý cho thật kỹ, tránh những người khác, lặng lẽ bỏ vào. Đường đường, biết rồi, dài dòng, người cho rằng ta là đồ ngốc sao. A Trung liên tục cười lạnh trong lòng, nghĩ trong đầu, tên oát con này, vài ba lời đã giải quyết rồi, cũng không phải là kẻ ngốc sao. Chẳng qua là thời khắc này A Trung đại khái đã quên mất, hình như hắn cũng không phải chỉ nói, vài ba lời. Đường đường nhận đồ xong, hỏi lại một câu, đặt ở trong ngăn kéo nào. A Trung vội trả lời, để trong ngăn kéo dưới cùng của hộp bàn bên trái vị trí đó ân duyệt dung không thường dùng, tạm thời sẽ không phát hiện. Đường đường, biết rồi. Đương nhiên A Trung sẽ không yên tâm, cứ đi theo đường đường suốt, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy đường đường tiến vào thư phòng, xác định tận mắt thấy hắn cầm cái hộp kia tiến vào. Chỉ chốc lát sau, đường đường đã đi ra, trên tay không cầm gì. Xác định đường đường đã đem món đồ kia vào trong, A Trung lập tức theo kế hoạch đã bàn với ân hành, nạc danh tố cáo ân duyệt dung sau khi làm xong hết thảy những thứ này a trung mới thở dài nhẹ nhõm rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ rồi tiếp đó chỉ cần chờ xem kịch vui sau ngày hôm nay hắn sẽ trở thành một nửa chủ nhân của ân gia này rốt cuộc không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ làm một con chó ở trong tay của ân duyệt dung thậm chí còn phải nén giận vì một thằng nhãi danh hôm nay khí trời rất tốt ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu rọi khắp mọi nơi sau khi đường đường hái hoa mai xong liền dẫn theo ân duyệt dung đi vào trong sân phơi nắng. Trong sân bầy hai cái ghế nằm một lớn một nhỏ, hai người thoải mái nằm ở phía trên, cũng không hề làm gì, chỉ lẳng lặng tắm nắng, vừa câu được câu không trò chuyện cùng nhau. chương 2414, Tố cáo nạc danh Đối với ân duyệt dung mà nói, mỗi từng giây từng phút bà cũng sẽ không lãng phí, thời thời khắc khắc đều luôn vắt óc suy nghĩ mưu kế tranh quyền đoạt lợi. Hành vi nằm không phơi nắng, cái gì cũng không làm đối với bà mà nói quả thật chính là chuyện nằm mơ giữa ban ngày giờ phút này bà lẳng lặng nằm ở chỗ này nhìn ánh mặt trời nơi đỉnh đầu qua kẽ tay lại như có một loại ảo giác vừa trải qua cả một đời kiều mẫu ở xa xa đứng một bên nhìn một màn này hốc mắt ươn ướt bà cho rằng đời này phu nhân cũng không có khả năng sẽ thay đổi thật không ngờ ông trời cuối cùng cũng có một lần cảm thương cho số phận của bà mang đứa nhỏ này đến bên cạnh bà Kiều quản gia, lúc này, một người giúp việc đi tới trước mặt Kiều Mẫu. Đang định mở miệng, bị Kiều Mẫu cắt đứt, nhỏ tiếng một chút. Phu nhân và tiểu thiếu gia đang nghỉ ngơi. Người giúp việc báo cáo, người của trọng tài hội tới rồi, muốn gặp phu nhân. Trọng tài hội, đúng vậy, là bộ tư pháp, hơn nữa còn mang theo một đám đông người qua đây. Kiều Mẫu nghe vậy, mơ hồ cảm thấy chuyện có chỗ nào đó không ổn, không dám chế nãi, Vội vàng bước nhanh tới thông báo cho Ân Duyệt Dung. "Phu nhân, người của Bộ Tư pháp Trọng Tài hội đột nhiên tìm tới cửa, không biết là có chuyện gì." Kiều Mẫu nhanh chóng nói vắn tắt. Ân Duyệt Dung cơ hồ trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái quản lý ân của Trọng Tài hội, sửa sang lại quần áo, đứng lên, "Tôi đi xem một chút." Nói xong liền xoay người dịu dàng nói với Đường Đường ở bên cạnh, "Bà nội có khách cần tiếp đón, con tự chơi một lát nhé." "Vâng, bà nội." Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu nhìn ân duyệt dung bước nhanh về phía phòng khách. Hộ vệ tự nhiên không dám cản người của trọng tài hội, sau khi nhìn thấy giấy chứng nhận của đối phương, chỉ có thể cười trừ, sau đó lập tức đi thông báo cho ân duyệt dung mà thôi. Giờ phút này, bên trong phòng khách, bộ trưởng bộ tư pháp của trọng tài hội đang chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó. Cùng lúc đó, nhân viên do ông ta mang tới đã phong tỏa tất cả các lối vào của Sơn Trang. Rất rõ ràng, những người này không mang theo thiện ý. Cùng lúc đó, A Trung đang nín thở đứng ở một bên, che giấu ánh sáng tham lam và hưng phấn nơi đáy mắt. Thật không ngờ những người này tới nhanh như vậy. Bất quá cũng khó trách, trọng tài hội bên kia vô cùng coi trọng vụ án Tần Tung. Sắc mặt Ân Duyệt Dung không thay đổi chút nào, Bộ trưởng Lưu đại giá Quang Lâm không tiếp đón từ xa. "A Trung, pha trà." "Vâng." Bộ trưởng Lưu giơ tay lên một cái, "Quản lý Ân, trà thì không cần, hôm nay tôi có công vụ trong người." hai con người ân duyệt sung hiếp lại, công vụ. Bộ trưởng lưu ngoài cười nhưng trong không cười, quản lý ân, bà cũng biết, vụ án tần tung, vẫn đều là do tôi làm. Có một phần sổ sách vô cùng quan trọng, mãi vẫn không tìm được tung tích. Ân duyệt sung ung dung thản nhiên, biết, thì sao? Bộ trưởng lưu thấy đến lúc này đối phương mặt vẫn không đổi sắc, ánh mắt có phần lạnh lùng, mới vừa rồi, có người tố cáo nặc danh, phần sổ sách kia, đang ở trong phòng sách của bà không biết quản lý ân có lời gì muốn nói. Ánh mắt ân duyệt sung dừng lại, ngay sau đó nhìn về phía bộ trưởng Lưu, bộ trưởng Lưu đang nói đùa. Có phải là nói đùa hay không, lục soát một phen liền rõ ràng rồi. Đối phương tố cáo chính là có địa điểm vị trí cụ thể, thậm chí giấu ở nơi nào trong thư phòng cũng đều nói rõ rõ ràng ràng. Không có lửa làm sao có khói. Vì chứng minh sự trong sạch của quản lý ân, tôi đành phải đích thân đến tận cửa thăm hỏi một chuyến quản lý ân khẳng định là sẽ phối hợp phải không? Tuy Bộ trưởng Lưu nói có vẻ rất văn hoa, không đắc tội một ai, nhưng cũng hoàn toàn không cho phép người ta phản bác. Ân Duyệt Dung hiểu rất rõ, Bộ trưởng Lưu đã tự mình tới cửa, còn mang theo nhiều người như vậy, cho thấy một khi chưa tra rõ, liền sẽ không bỏ qua. Chuyện xảy ra quá đột ngột, bà hoàn toàn không kịp phản ứng. Giờ phút này, chuyện duy nhất bà có thể làm, chính là mặc cho đối phương lục soát chương 2415, chăm sóc đường đường cho kỹ. Ân Duyệt Dung phong khinh vân đạm nói, tự nhiên, ngài tùy ý. Ân Duyệt Dung rất nhanh liền khôi phục lại vẻ chấn định. Tác phong đối nhân xử thế cứng rắn thường ngày của bà, lại càng nghiêm khắc một khi dính đến các vấn đề về pháp luật, dẫn đến có không ít kẻ thù. Trước kia cũng đã từng có người bởi vì bất mãn mà tố cáo bà. Chẳng qua là bà vẫn luôn luôn cẩn thận, cũng không hề có nhược điểm gì cho người ta bắt chẹt phần lớn những người đó cũng chỉ là xuất phát từ tâm lý chán ghét mới vu khống mà thôi. Huống chi vô luận là trụ sở ân gia hay là vạn mai sơn trang vẫn luôn vững vàng như thành lũy sắt, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bộ trưởng Lưu nghe vậy, lập tức khoát tay một cái, để cho người nhanh chóng đi lục soát. Ân Duyệt Dung gọi Kiều Mẫu đi qua, Kiều Mẫu. Kiều Mẫu đang lo lắng bất an trong lòng, nghe vậy vội vàng đi tới, vâng, phu nhân, bà có gì phân phó. Để cho người chú ý chăm sóc đường đường cho kỹ, đừng để cho nó đi tới tiền sảnh." Kiều Mẫu theo lệnh, hiểu được là ân duyệt dung sợ cảnh tượng này sẽ làm cho đường đường bị hù dọa, vội mở miệng đáp lời, "Vâng, thưa phu nhân." Bà vẫn luôn ở bên cạnh phu nhân, đối với phu nhân hiểu rõ nhất, nên biết rằng phu nhân không có bất cứ quan hệ nào với những chuyện bẩn thỉu kia của Tần Tung. Làm sao sẽ có thể cất giấu vật trọng yếu như sổ sách của Tần Tung được. Nhưng mà, hôm nay bộ trưởng Lưu Khí thế hung hãn, nói chuyện chắc như đinh đóng cột, thật sự là không thể không khiến bà lo lắng. Ước chừng không tới 5 phút, đã có một gã thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục vội vã mang theo một vật quay trở về, bộ trưởng. Đã tìm được, ân duyệt dung thấy gã thanh niên kia mang theo một chiếc hộp gỗ chạm hoa màu đỏ xa lạ, từ trong thư phòng của bà đi ra, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh ý. Cái hộp này, bà chưa từng thấy, làm sao sẽ xuất hiện ở trong phòng sách của mình bộ trưởng lưu lập tức đi tới mở chiếc hộp ra thấy được bên trong là một chiếc bình xứ màu xanh bộ trưởng lưu lại nói phá hủy món đồ này thủ hạ nhận lệnh lập tức móc ra một thanh dao găm cẩn thận từng ly từng tí cạnh chiếc hộp gỗ tinh xảo kia ra một lát sau một tiếng soạt xoạt vang lên phần đáy tương đối dày của chiếc hộp bị thủ hạ cậy ra ở giữa chiếc hộp kia lại có hai lớp bên trong là một đồ vật được bao bọc bằng giấy dày thủ hạ lập tức kêu lên một tiếng trình mấy thứ này qua bộ trưởng bộ trưởng lưu cẩn thận từng chút một mở lớp giấy ra bất ngờ chính là phần sổ sách của tần tung quản lý ân lần này bà còn cái gì để nói bộ trưởng lưu mặt đầy lạnh lùng ân duyệt dung nhìn chằm chằm tập văn kiện nọ trên mặt mây đen răng kín a à. nói cái gì bây giờ loại tình huống này quả thật là không có gì để nói bà quá mức tự tin ngờ đâu sẽ có người có thể thần không biết quỷ không hay đem vật này thả vào thư phòng của mình. Kiều mẫu vừa trở về liền nhìn thấy màn này, quả thật là kinh hãi đến biến sắc, bộ trưởng lưu. Chuyện này là không thể nào, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Phu nhân chúng tôi luôn luôn làm việc rõ ràng minh bạch, làm sao sẽ có thể làm loại chuyện này. Phần sổ sách này nhất định là có người cố ý vụ oan giá hỏa. Bộ trưởng lưu lườm bà một cái, mở miệng nói, giá hỏa. Nơi này chính là vạn mai sơn trang. Xin hỏi, ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đàng hoàng công khai đem loại vật này đặt ở trong thư phòng của quản lý ân. Kiều mẫu hốt hoàng lầm bẩm thư phòng của phu nhân trông chừng nghiêm mật, chưa được cho phép quả thật không có bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng... Không đợi kiều mẫu nói xong, bộ trưởng Lưu đã cắt đứt lời, đã như vậy thì sẽ không có sai lầm rồi. Kiều mẫu theo bản năng hướng về ân duyệt dung nhìn một cái. Câu nói kế tiếp bà còn chưa nói hết là, nhưng mà, quả thật tiểu thiếu ra có thể tùy tiện đi vào. chương 2416, chưa từng nghĩ tới phản kháng. Tiểu thiếu ra chính là người duy nhất trong khoảng thời gian gần đây có thể tiến vào thư phòng của ân duyệt dung. Chẳng lẽ, không có khả năng, làm sao có thể? Đừng nói là không có khả năng, coi như là nói ra, cũng sẽ không một ai tin một đứa bé lại có thể làm những chuyện này. Bây giờ chứng cứ xác thật, coi như là Ân Duyệt Dung có nói rách cả miệng cũng không giải thích được. Kiều Mẫu chỉ cần nhìn Ân Duyệt Dung một cái, Ân Duyệt Dung liền biết được Kiều Mẫu đang suy nghĩ gì. Thư phòng của bà, chính bà rõ ràng nhất, chỉ có mỗi mình Đường Đường có thể đi vào trong. Cũng chỉ có Đường Đường mới có thể thần không biết quỷ không hay mang vật lạ đặt vào trong phòng của bà mà hoàn toàn không bị phát hiện. Cũng chính là Đường Đường khiến cho bà không phòng bị chút nào đáy lòng ân duyệt dung dần dần toát ra một cái ý nghĩ cực kỳ đáng sợ cái ý niệm này giống như một chiếc đầm lầy chậm rãi nhấn chìm bà vào trong đó là đường đường tại sao cảm xúc tiêu cực những ngày qua bị ân duyệt dung chôn sâu trong lòng thoáng cái cuồn cuộn trào dâng như thủy triều a à, cũng khó trách bà đối xử với cha mẹ thằng bé như vậy bà là một kẻ ác khiến người khác chán ghét làm sao nhóc có thể ưa thích bà cho được cơ chứ làm sao sau khi nhóc biết được thân phận của bà vẫn sẽ quan tâm và thân cận đến vậy làm sao có thể xem bà như bà nội là người thân chân chính sao lại thế đời này làm gì có ai ưa thích mình cơ chứ đứa bé kia tiếp cận bà chỉ là vì thời khắc này hẳn là muốn bà gặp báo ứng rồi đi suốt cuộc cũng chính là vì bà hy vọng quá xa vời rồi kiều mẫu nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của ân duyệt dung quả thật là thương tâm không dứt muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói như thế nào bà chỉ có thể khẩn cầu hy vọng sự tình không phải giống như mình nghĩ nếu không sự đà kích lần này phu nhân phải gánh chịu là quá lớn bà ấy yêu thích như thế thương yêu như vậy tín nhiệm đứa bé kia đến nhường nào xin lỗi quản lý ân xin mời đi theo chúng tôi một chuyến vậy bộ trưởng lưu nói giờ phút này bên trong góc tối vẻ hưng phấn và kích động trong mắt a trung đã không cách nào che giấu xong ân duyệt dung rốt cuộc cũng xong rồi phương pháp của ân hành thiếu ra quả thực là quá cao minh rồi không chỉ giải quyết ân duyệt dung còn có thể xử lý mọi chuyện sạch sẽ không chút dấu vết hơn nữa coi như đến lúc đó tiểu tạp chủng kia nói bậy bạ gì lời một đứa bé nói cũng sẽ không có người tin nhắc tới lần này thật khéo là nhờ có tên tiểu tạp chủng kia làm việc nói chung là rất lưu loát đặt đồ đúng nơi hắn hướng dẫn cho nên sự tình mới tiến triển thuận lợi như vậy Kiều mẫu còn muốn nói gì, ân duyệt dung trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho bà không cần nhiều lời, ngay sau đó nhìn về phía bộ trưởng Lưu, đi thôi. Mặc dù đối phương là cao tầng trọng tài hội, nhưng mà, quy trình vẫn phải tuân thủ. Bộ trưởng Lưu sai người chuẩn bị xiềng xích và còng tay chuyên dùng để áp chế những phạm nhân có trình độ võ thuật cao cường, vậy thì xin đắc tội. Ân duyệt dung mặt không cảm xúc nhìn những thứ xiềng xích kia, trầm mặc thật lâu, đáy mắt dần u tối lại, Giống như có một hố đen khổng lồ đang cắn nuốt tất cả ánh sáng. Cuối cùng, bà dặn dò Kiều Mẫu một câu, "Kiều Mẫu, sau khi tôi rời đi, mang đường đường đưa đến chỗ của A Cửu." Bà sớm nên biết, thứ không thuộc về chính mình thì cũng không nên cưỡng cầu. Nực cười, bà đã sai một lần, không ngờ lại sai thêm một lần nữa. Kiều Mẫu nghe được Ân Duyệt Dung giao phó những chuyện này, nước mắt nhất thời trào ra, "Phu nhân, phu nhân sẽ không có việc gì?" Bà nhất định sẽ không việc gì. Nhưng mà hiện tại loại tình huống này, bị bắt tại trận, chứng cứ rõ ràng. Coi như là phu nhân cũng không có cách nào. Hoặc có lẽ là, dường như phu nhân căn bản cũng chưa từng nghĩ tới việc phản kháng. Kiều Mẫu nhìn ra được, lần này phu nhân bị đả kích thật sự quá nặng nề. Chương 2417, không cho phép ai mang bà nội ta đi. Mấy ngày nay, sinh hoạt của Ân Duyệt Dung cứ như trong mơ mặc dù thật ung dung vui vẻ, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ. Sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo giác, chớp mắt một cái liền tan biến thành bọt nước. Bây giờ vậy mà lại ứng nghiệm, mọi thứ vậy mà lại đến quá bất ngờ. Quả nhiên, muốn có được những khoảnh khắc tốt đẹp, nhất định phải trả giá thật lớn. Ân duyệt dung, động thủ đi. Nếu là điều đường đường mong muốn, vậy, cứ như vậy đi. Thấy ân duyệt dung cũng không phản kháng, bộ trưởng lưu thở phào nhẹ nhõm, phái hai tên thủ hạ trái phải tiến lên bắt giữ lấy bà mang đi đúng lúc này ân duyệt dung còn chưa kịp rời khỏi cửa chính đột nhiên phía sau có một âm thanh có chút trẻ con vang lên khoan đã mặc dù âm thanh của cậu bé có chút non nớt nhưng khí thế lại mãnh liệt dị thường cậu bé bước nhanh tới trước mặt ân duyệt dung dùng thân thể nhỏ bé ngăn ở trước người bà nội không cho phép ai mang bà nội ta đi ân duyệt dung biến sắc theo bản năng dùng tay áo che đi xiềng xích nơi cổ tay vẻ mặt có chút hoảng hốt nhìn về phía cậu bé đột nhiên xuất hiện, đường đường. Bộ trưởng Lưu nhìn thấy thằng bé còn đột ngột từ đâu nhô ra, không tự chủ được quan sát đứa bé kia một lượt, sau khi nhìn xong liền có chút kinh ngạc. Ồ, đứa nhỏ này, dáng dấp thật sự giống với quản lý tư. Thì ra đây là đứa bé gây náo động mấy hôm nay, vốn có tin đồn đã bị ân duyệt dung, trừ khử. Không phải nghe đồn ân duyệt dung chán ghét mẹ của đứa nhỏ này, nên mới bắt giam nó lại, sau đó hành hạ mỗi ngày hay sao bởi vì chuyện này cao tầng trọng tài hội đã có rất nhiều người kín đáo phê bình bà bởi vì cách làm này của bà đã ảnh hưởng tới danh dự trọng tài hội mọi người còn đang định công khai tố cáo và lên án bà nữa đấy nhưng mà bây giờ xem ra tại sao dường như mọi thứ khác xa tin đồn đến như vậy nếu như mỗi ngày ân duyệt dung đều hành hạ đứa nhỏ này làm sao nó lại sẽ có thể ở loại thời điểm như thế này đứng ra bảo vệ bà ấy ân duyệt dung hoàn toàn không ngờ đường đường sẽ đột nhiên xuất hiện, nhất thời bùn rùn đứng lặng tại chỗ. Đường đường dáng người nhỏ nhắn nhưng lại kiên định, đứng chắn ở trước người ân duyệt dung, trực tiếp mở miệng nói, hộp gỗ màu đỏ này là do ta mới vừa rồi bỏ vào thư phòng của bà nội, không hề có liên quan tới bà nội ta. Kiều mẫu nghe nói như vậy, mặt đầy kinh ngạc. Nghe thấy đường đường chính miệng thừa nhận chiếc hộp kia là do nhóc bỏ vào, sắc mặt của ân duyệt dung trong nháy mắt như bị tuyết trắng bao phủ, một chút năng lượng cuối cùng trong lồng ngực liền tiêu tan trong gió rét. Thật sự là đường đường bỏ vào. Nhưng mà, nếu như là do nhóc làm, tại sao hiện tại lại đứng ra thừa nhận? Giờ phút này, trái tim Ân Duyệt Dung giống như phân làm hai thái cực, một bên là sông băng, một bên là núi lửa hừng hực. A à, Trung mắt thấy Ân Duyệt Dung đã sắp bị mang đi, nhưng không ngờ tên oát con này lại đột nhiên nhô ra gây chuyện, vội vàng đi tới bên cạnh nói chen vào tiểu thiếu gia, xin cậu ngàn vạn lần chớ nói bậy bạ. Một đứa bé như cậu, làm sao có thể làm những chuyện này chứ? Tôi hiểu là cậu không muốn bọn họ mang phu nhân đi, nhưng mà, hít, coi như là cậu có nói như vậy cũng vô ích. Bởi vì, không một ai sẽ tin tưởng. Rất hiển nhiên, thái độ bộ trưởng lưu nhìn đường đường, hoàn toàn chẳng qua chỉ cho rằng, đứa bé này đang gây rối. Đường đường nhìn về phía A Trung, một đứa bé như ta, đương nhiên sẽ không có lý do gì đang êm đang đẹp đem vật này bỏ vào thư phòng của bà nội. Mà bởi vì, là người bảo ta bỏ vào. Nghe được lời của đường đường, ánh mắt ân duyệt rung giống như lưỡi dao sắc bén nhìn về phía A Trung. A Trung để cho đường đường bỏ vào. Mới vừa rồi vì tinh thần bối rối, bà hoàn toàn mất đi năng lực suy đoán. Lại hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề nằm ở chỗ A Trung, mà chỉ nghĩ đến đường đường là người duy nhất có thể tiến vào phòng, đại khái là quan tâm quá sẽ hóa loạn. Thứ trước tiên bà nghĩ tới chính là đường đường chán ghét chính mình, cho nên mới làm như thế. Nhưng chưa từng nghĩ, đường đường là bị người khác lừa gạt. chương 2418, người nghĩ rằng ta là một thằng nhóc con đần độn. Dự đoán đường đường sẽ nói như vậy, A Trung đã sớm có chuẩn bị, hoàn toàn yên tâm có chỗ sửa vững chắc, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc nói, tiểu thiếu ra, chuyện này không thể nói lung tung được. Tôi ở bên cạnh phu nhân đã nhiều năm như vậy, trung thành tận tâm, làm sao có thể chỉ thị cậu làm chuyện này được. Mặc dù tôi cũng rất hy vọng chuyện này là do mình làm, như vậy phu nhân sẽ không sao. Chỉ tiếc, cậu có nói dối như vậy, Bộ trưởng Lưu cũng sẽ không tin tưởng. A Trung vừa chối bỏ mối quan hệ, vừa không quên bày tỏ lòng trung thành, giả bộ làm người tốt. Hừ, nhãi danh, còn muốn kéo ta theo, cũng quá ngây thơ rồi. Nói miệng không bằng chứng, thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch này, có nói gì đi nữa, cũng không có phân nửa tác dụng. Một điểm này, ân duyệt dung cũng hiểu rất rõ. Nhưng mà, đã đủ. Mặc dù đứa nhỏ này căm ghét bà, nhưng bản tính lại lương thiện. Thấy mình bị bắt đi, vẫn thấy không đành lòng. Vào lúc này, đường đường có thể đứng ra nói một câu như vậy, đối với bà mà nói, cũng đã đủ. Đường đường nghe thấy lời của A Trung, biểu cảm nhìn về phía hắn ta như nhìn một thằng ngu, A Trung, chẳng lẽ cho tới nay ngươi vẫn cho rằng ta là một thằng nhóc con đần độn sao chẳng lẽ nó ngươi phải là một thằng nhóc con chẳng lẽ ngươi không ngốc a à, trung nghe vậy trong lòng tất nhiên đang nghĩ là như vậy nhưng ngoài mặt vẫn rất khách khí nói tiểu thiếu gia làm sao như vậy được tiểu thiếu gia dĩ nhiên là thông minh hơn người ồ đường đường gật gật đầu nói nếu như ta không phải kẻ ngu mà nói như vậy xem ra ngươi mới là thằng mốc rồi cho nên Người dựa vào cái gì cho là, thời điểm thái độ người khác thường, dùng một ít quả vặt và đồ chơi dụ dỗ ta đi làm một chuyện kỳ quái, lòng ta sẽ không có chút cảnh giác nào vậy hả? Lời này khiến cho A Trung không khỏi cảm thấy hồi hộp một chút. Thật sự là bởi vì giờ khắc này biểu cảm của đứa nhỏ này quá mức chấn định, hoàn toàn không giống như một đứa bé không hiểu chuyện. Bất quá, A Trung vẫn cảm thấy thằng nhóc con này mới tí tuổi đầu, làm sao biết được gì. Huống chi, coi như là có đoán được cũng vô dụng. A à Trung làm bộ như không hiểu, tiểu thiếu ra, cậu nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Đường đường đầy nhu thuận cười cười, xem ra, người không chỉ là ngu xuẩn, mà còn là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Nói xong, đường đường móc ra một vật từ trong lồng ngực, nhìn về phía vị bộ trưởng lưu kia, ta biết nói xuông không có tác dụng, đây là chứng cứ. Ân Duyệt Dung là người đầu tiên nhận ra thứ trong tay đường đường là cái gì? Đó là cây bút máy mấy ngày trước bà đưa cho đường đường đứa nhỏ này lại có thể vẫn luôn mang theo trên người sao đây là bộ trưởng lưu cao mày bàn tay nhỏ của đường đường nhấn một cái nút trên cây bút trong nháy mắt âm thanh của a trung liền từ trong bút máy truyền ra chiếc bút này có chức năng ghi âm a trung thằng nhóc con a à nhầm tiểu thiếu gia đường đường là ngươi à có chuyện gì sao tiểu thiếu gia đây là kẹo và đồ chơi tôi mua cho cậu Cậu xem thử có thích hay không. Tiểu thiếu gia, thích không. Chỉ cần cậu giúp tôi một chút chuyện nhỏ, những thứ này liền có thể cho cậu. Đường đường mặt không cảm xúc nói, còn muốn tiếp tục nghe sao. Nghe được từ trong cây bút bé xíu kia lại có thể truyền ra thanh âm của mình. A à, Trung quả thật là mộng bức rồi. Những ngày qua cùng sinh hoạt chung, ở trong mắt hắn đường đường chỉ là một thằng nhóc con chỉ biết tỏ vẻ dễ thương, đáng yêu, có chút ngốc cho nên hoàn toàn không ngờ rằng những lời dụ dỗ kia của hắn lại bị nhóc cố ý thu âm lại. Phu nhân, bộ trưởng lưu, tôi chỉ tùy tiện tìm tiểu thiếu ra tán gẫu một chút. Lần này A Trung rốt cuộc cũng luống cuống. Bộ trưởng lưu lạnh lùng lườm hắn một cái, im lặng, tiếp tục nghe. Rất nhanh, đường đường liền bắt đầu tiếp tục mở đoạn ghi âm kia. chương 2419, trải nghiệm trọn đời khó quên. Giúp cái gì? Tiểu thiếu ra, vật này, cậu có thể giúp tôi đặt vào trong hộp bàn thư phòng của phu nhân không? Tại sao ngươi lại không tự mình làm? Bởi vì lúc đó đường đường hỏi vô cùng rõ ràng, cho nên quá trình A Trung lừa gạt nhóc như thế nào, toàn bộ đều được ghi lại cặn kẽ. Chiếc hộp gỗ chạm hoa trong miệng A Trung, cho tới món đồ sứ men xanh, tất cả đều giống y như đúc với thứ bọn họ tìm ra được từ trong thư phòng. Bộ trưởng lưu sắc mặt nghiêm túc, nghe đoạn đối thoại bằng chứng này, càng nghe càng cảm thấy ăn khớp cái tên người giúp việc gọi là A Trung này, chỉ sợ là thật sự có chút ngốc. Lời nói trong miệng đứa nhỏ này, cơ hồ mỗi câu đều đang bẫy hắn. Vậy mà hắn lại có thể không phát hiện chút nào. Tiểu thiếu ra, tôi cũng chỉ là vì sợ cậu làm sai, khiến cho bà ấy tức giận, sợ bà ấy sẽ trách phạt cậu, cho nên mỗi lần mới đều ở bên cạnh nhắc nhở cậu. Đúng vậy, tiểu thiếu ra, chẳng lẽ cậu không biết chút gì sao? Thật ra thì quan hệ giữa phu nhân và cha cậu không tốt, làm rất nhiều chuyện quá phận đối với cha cậu, còn đuổi cha cậu ra khỏi nhà. Hơn nữa phu nhân còn rất ghét mẹ cậu. Thời điểm ân duyệt dung nghe A Trung dậy đường đường làm thế nào hãm hại chính mình, thần sắc vẫn lãnh đạm bình tĩnh như thường. Nhưng mà, khi nghe được A Trung lại ly gián quan hệ của mình và đường đường, sắc mặt thoáng liền biến đổi. Đung, một tiếng. Ân duyệt sung tung một cước đá vào trên xương bánh chè của A Trung, cẩu nô tài. Lòng tham không đáy ban đầu khi bà từ trong đống người chết cứu hắn ra hắn ta đối với bà như chó quấy đuôi trung thành như một nhưng mà tham vọng quyền thế từ bên trong lại vĩnh viễn như không có đáy bà đối xử với hắn càng tốt càng tín nhiệm lại vô tình thúc đẩy lòng tham đó còn nữa ân hành trừ vấn đề đó ra tất nhiên không khó để ân duyệt dung đoán ra sau lưng a à trung sẽ là ai ý niệm này càng khiến cho bà như rớt vào hầm băng à, A Trung bị đá gào thét bi thương một tiếng, quỵ xuống, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Ân Duyệt Dung đứng thẳng người, yên lặng nhìn về phía đường đường. Người giúp việc thân cận bên cạnh mình còn đánh giá mình như vậy, đường đường sẽ ra sao? Cũng khó trách đường đường sẽ trợ giúp A Trung. Đúng lúc này, ghi âm trong máy rốt cuộc truyền đến thanh âm lạnh lùng của đường đường. Sẽ không một ai ghét mẹ ta. Nhưng mà tiểu thiếu ra, những gì tôi nói đều là chính xác trăm phần trăm không tin cậu có thể tùy tiện đi ra ngoài hỏi thăm một chút những chuyện này tất cả mọi người đều biết đấy tại sao ta phải đi ra ngoài hỏi thăm ta chỉ cần nghe lời mẹ nói là được rồi mẹ đã nói bà nội là người tốt thì bà nội chính là người tốt người nói xấu bà nội người chính là kẻ xấu ân duyệt dung hoàn toàn không ngờ rằng đường đường sẽ trả lời như vậy đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc đứa nhỏ này cho tới bây giờ vẫn chưa từng chán ghét mình sao Kiều mẫu nghe đến đó mặt cũng đầy vui vẻ yên tâm. Bà biết ngay mà, tiểu thiếu gia sẽ không đối xử tệ với phu nhân như vậy đâu. Về phần đám thủ hạ và bộ trưởng lưu ở bên cạnh, cũng không nhịn được âm thầm suýt xoa, vị hôn thê kia của quản lý tư lại đánh giá rằng ân duyệt dung là người tốt. Thật là một người phụ nữ thần kỳ. Tiếp đó, trong đoạn ghi âm chính là A Trung dùng đủ loại đầu độc, giả bộ đáng thương. Cuối cùng, dường như đường đường mềm lòng, mới bắt hắn đáp ứng làm một yêu cầu của mình sau đó mới giúp hắn. Sau khi đám người bộ trưởng lưu nghe được đường đường nói lên yêu cầu kia, biểu cảm trên mặt quả thực là một lời khó nói hết. Sau đó, đáng sợ hơn là, bọn họ cứ như vậy. Bị buộc nghe vô số lần, phu nhân là mỹ nhân tấm lòng đẹp, là tiểu tiên nữ. Bởi vì lo lắng nửa đường sẽ bỏ sót chứng cứ quan trọng gì, tất cả mọi người ở đây đều bị buộc phải nghe đủ. Một trăm lần, những lời này. Nghe xong câu cuối cùng, Sắc mặt của Bộ trưởng Lưu đều đã đen đến mức không thể đen hơn nữa rồi. Đây đại khái sẽ là một trải nghiệm trọn đời khó quên của ông. Chương 2420, Đường Đường sẽ bảo vệ bà nội. Nếu như nói, trái tim ân duyệt dung vốn như bị rút sạch nước, vùi trong sa mạc khô cằn, như vậy, một câu kia của Đường Đường, bà nội ta là mỹ nhân tấm lòng đẹp, là tiểu tiên nữ chính là như trời hạn gặp mưa. Trước đó một giây còn phảng phất như đang ở địa ngục, thời khắc này lại trở về lại nhân gian. Lần đầu tiên trong đời, bà có cảm giác được cứu rỗi. Chỉ vì đường đường không hề ghét bà. Chỉ riêng ý niệm này cũng đã đủ để xoa dịu tất cả u buồn trong lòng bà. Ân duyệt dung, chịu đựng gian khổ, nghe đủ 100 lần, những người khác đương nhiên cũng không khác mấy. Vào lúc này bộ trưởng Lưu đều đã sắp thổ huyết đến nơi. Những lời này quả thật giống như là ma âm rót vào tai, khiến trong đầu ông cứ bị ám ảnh, một câu nói này cứ âm vang mãi không tan. Thật vất vả, rốt cuộc cũng đợi được tới khi A Trung nói xong. Phía sau còn có mấy câu đối thoại, đều là một số giao phó của A Trung đối với đường đường, thật sự coi như là xác nhận tội danh hắn sai xử đường đường. Bộ trưởng Lưu lập tức hạ lệnh, cho người bắt lấy A Trung. So với bộ trưởng Lưu, bị hành hạ thảm nhất không ai bằng A Trung. Vừa bị đánh vừa bị bắt nghe đoạn ghi âm kia, càng nghe càng thấy mình ngu. Bộ trưởng Lưu nhìn về phía đứa bé kia, không tự chủ liền coi nhóc như một người trưởng thành, dùng thái độ bình đẳng dò hỏi, "Tôi có thể hỏi một vấn đề sao?" "Đương đương, xin mời." "Bộ trưởng Lưu, làm sao cậu biết có vấn đề?" Ngay từ đầu liền lập tức thu âm lại. Đường Đường nháy mắt một cái, một kẻ bình thường luôn đối xử giữ dằn với mình, đột nhiên cầm kẹo và đồ chơi, cười như hoa cúc nở, lén lén lút lút đến tìm mình. Coi như là có bị ngu cũng biết có vấn đề, đúng chứ? bộ trưởng lưu ừm quả thật là không cách nào phản bác a à, trung làm sao có thể tên oát con này ngay từ đầu đã phát hiện ra có chỗ không đúng bộ trưởng lưu cảm thấy hứng thú hỏi nếu biết có vấn đề tại sao cậu không trực tiếp cử tuyệt đường đường chậm rãi lên tiếng giải thích tôi ngờ rằng hắn có ý đồ xấu nhưng lúc đó lại không biết rốt cuộc hắn muốn làm cái gì cho nên dứt khoát đâm lao phải theo lao từ từ dò xét mục đích của hắn hơn nữa vì phòng ngừa có chuyện gì, lưu lại chứng cứ. Cũng còn may bà nội tặng cho tôi một cây viết, lúc nào tôi cũng mang theo bên người. Nếu như ngay từ đầu tôi liền cự tuyệt hắn, như vậy khẳng định hắn còn có thể nghĩ những biện pháp khác làm tổn thương bà nội. Nếu thế, há chẳng phải bà nội tôi thời thời khắc khắc sẽ gặp nguy hiểm, phải không? Đương nhiên tôi phải nghĩ biện pháp khiến cho hắn lộ ra bộ mặt thật, bảo đảm an toàn của bà nội mình. Cậu nhóc dùng ngữ khí đương nhiên đây khẳng định nói ra vài lời như vậy tỏ vẻ đây không phải là những chuyện rất dễ dàng liền có thể nghĩ tới hay sao bộ trưởng lưu ho nhẹ một tiếng không sai không sai nói đúng lắm thật là hổ phụ không sinh khuyển tử không hổ là con trai của quản lý tư huống chi cậu bé lại còn là cháu đích tôn của ân duyệt dung cái gã người hầu này rốt cuộc là ngu xuẩn đến mức nào mới có thể đánh giá thấp và coi thường đứa nhỏ này như vậy lúc này bộ trưởng lưu mới phát hiện Ân Diệt Dung còn bị khóa, vội vàng ra lệnh, khục, còn không mau mở khóa cho quản lý Ân. Những người bên cạnh vội vàng giúp Ân Diệt Dung đem cùng mở ra. Giờ phút này, bên tai Ân Diệt Dung tràn đầy âm thanh kiên định của cậu bé, muốn bảo đảm an toàn của bà nội. Ân Diệt Dung chậm rãi cúi người xuống, "Đường đường, bà nội." Cậu bé lập tức chạy tới, nhào vào trong lòng bà nội, dùng bàn tay nhỏ vuốt vuốt mái tóc của Ân Diệt Dung, "Bà nội, nội đừng sợ nha, có đường đường ở đây." đường đường sẽ bảo vệ bà nội. Ân Duyệt Dung ôm cậu bé thật chặt ở trong lòng, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống ở trên người của cậu bé. Cảm ơn, cảm ơn con đã không ghét bà nội. Cảm ơn con vẫn còn ở đó. Bộ trưởng Lưu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt dịu dàng như thế của Ân Duyệt Dung, mở miệng cười nói, quản lý Ân, bà có một đứa cháu ngoan. Audio điện tử võ tấn bền chương 2421, người một nhà cùng bên nhau vui vẻ. Chỉ tiếc, cái đứa con nuôi kia thì sao? Bộ trưởng Lưu nói tiếp, quản lý ân, thứ cho tôi nói thẳng, người hầu này không có khả năng tự mình sắp đặt chuyện khủng khiếp như thế này, cũng không khả năng có được phần sổ sách trọng yếu như vậy. Phía sau màn khẳng định còn có những người khác. Ân duyệt dung đầy lạnh nhạt đáp, tôi biết rồi. Chỉ có thể là ân hành mà thôi. Lúc này, Dường như A Trung cuối cùng cũng nhận thức rõ được tình cảnh của chính mình, hét to lên cầu cứu, "Phu nhân! Phu nhân tôi sai rồi, không phải là tôi, không phải là tôi muốn làm như vậy, là Ân Hành thiếu gia, là hắn ra lệnh cho tôi giá họa cho bà, là hắn nghĩ phương pháp để cho tôi mượn tay tiểu thiếu gia đem đồ lạ bỏ vào thư phòng của bà. Phần sổ sách kia vốn cũng là hắn đưa cho tôi, tất cả mọi chuyện đều là tôi bị sai xử." Đến lúc này, A Trung cũng biết mình đã hoàn toàn xong đời rồi cho nên trực tiếp bán đứng ân hành. Ân duyệt dung lạnh lùng nhìn A Trung không ngừng cầu khẩn, ánh mắt không có chút thương hại, thậm chí ngay cả việc tại sao hắn phản bội cũng không thèm hỏi lấy một chữ. Ân duyệt dung trực tiếp nói, bộ trưởng Lưu, ông mang người đi đi. Bộ trưởng Lưu, được, người này tôi sẽ mang đi. Chuyện còn lại, bao gồm cả những ai có dính líu đến sổ sách này, tôi sẽ tiếp tục tra rõ. Mới vừa rồi đã đắc tội nhiều, xin hãy tha lỗi. Ân Duyệt Dung, ngài khách khí. Bộ trưởng Lưu, cáo từ. Ân Duyệt Dung, kiều mẫu, tiến bộ trưởng Lưu. Phu nhân, phu nhân mau cứu tôi, cầu xin bà tha cho tôi, tha cho tôi lần này đi, thật sự tất cả đều là ân hành thiếu ra sai xử tôi. A Trung gào thét bi thương bị kéo ra khỏi cửa chính, rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất tại vạn mai sơn trang. Thấy sắc mặt ân duyệt dung tái nhợt như tờ giấy, có chút thất thần, Đường Đường vội vàng đỡ bà ngồi xuống ghế dựa. Bà nội, nội không sao chứ? Bà nội không có việc gì. Ân Duyệt dung dịu dàng đáp. Bà nội, nội đừng thương tâm nữa. Mẹ con đã từng dạy con, tất cả những kẻ nhẫn tâm thương tổn mình đều không đáng để mình thương tâm. Đường Đường an ủi. Ân Duyệt dung nhìn cậu bé trước mắt, không khỏi liền nghĩ tới a cửu của bà. Thật ra với tư cách một người mẹ, cô gái gọi là nhiếp vô ưu kia chỉ riêng việc dạy dỗ Đường Đường tốt như vậy. Đã giỏi hơn bà gấp trăm lần Ân Duyệt Dung cảm ơn con, đường 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 khẽ mở miệng cười Bà nội, chúng ta là người một nhà Ân Duyệt Dung nghe câu Người một nhà, này, trong lòng lại tràn đầy chua sót Đường đường, nếu như ta thật sự giống như những người bên ngoài đó nói như vậy Con sẽ làm sao Đường đường, giống như những người bên ngoài đó nói như vậy Ân Duyệt Dung cuối cùng vẫn mở miệng nói lời thật Ta và cha mẹ con cũng không hòa thuận cho lắm. Bởi vì một ít chuyện giữa chúng ta có sự khác biệt và mâu thuẫn rất lớn. Bà cũng không muốn tiếp tục lừa gạt Đường Đường. Đường Đường rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời, "Bà nội, con không biết là bởi vì chuyện gì mọi người sẽ có mâu thuẫn. Nhưng mà, con nghĩ là khẳng định mọi người cũng đều có lý do của riêng mình, Đường Đường sẽ hiểu cho mọi người." Chẳng qua là, Đường Đường sẽ cảm thấy thương tâm. Cậu bé thành thực trả lời, lại ngẩng mặt lên, nhỏ tiếng nói rất khẽ, bà nội, chúng ta không thể người một nhà cùng bên nhau vui vẻ sao? Ân duyệt dung trầm mặc lại, người một nhà cùng vui vẻ sao? Chuyện này đối với bà mà nói, xa lạ biết bao nhiêu. Bà rất hiểu cá tính của mình, có một số việc, đã sớm ăn sâu tận xương tủy, đã là khúc mắc mà cả đời này bà không cách nào buông bỏ và bình tâm. Chỉ riêng chuyện sửa chữa sự luật này, chỉ cần bà và A Cửu không cách nào đạt thành nhận thức chung, sẽ mãi ở trạng thái đối lập cả một đời. Chương 2422, thao tác này quá tao nhã rồi. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản bên kia, hai người đột nhiên bị dịch linh quân triệu tập khẩn cấp. Sau khi đến nơi, dịch linh quân nhanh chóng kể chuyện ở chỗ Ân Duyệt Dung cho hai người nghe. Đợi đến khi ta nhận được báo cáo, Bộ trưởng Lưu đã đến Vạn Mai Sơn trang rồi. Ta đang chuẩn bị chạy tới đó. Ai ngờ đâu bộ trưởng lưu lại nói cho ta biết là không cần, chuyện đã được cháu ngoại bảo bối của ta, đường đường giải quyết xong rồi. Khi đó, sau khi tư dạ hàn và Diệp Oản Oản nghe dịch linh quân kể lại cặn kẽ quá trình, gương mặt kinh ngạc thấy rõ. Dịch linh quân kiêu ngạo không thôi kết luận, không hổ là cháu ngoại của dịch linh quân ta, thật là thông minh quá đi mất. Các con không biết đâu, bộ trưởng lưu trở về đã khen ngợi ta 800 lần, tỏ rõ vẻ hâm mộ đối với ta khóe miệng Diệp Oản Oản co rúm lại, cháu ngoại, các con. Đừng có nhập vai, diễn sâu như vậy có được không? Có cái gì đáng kích động cơ chứ? Chuyện này đối với đường đường bảo bối nhà này mà nói, chẳng qua chỉ là thao tác thông thường, rất là bình thường mà thôi. Diệp Oản Oản đầy đắc ý mà ôm lấy cánh tay của tư dạ hàn ở bên cạnh, dù sao chỉ số thông minh của bảo bối nhà này chính là được di truyền từ cha của nó. Đáy mắt tư giả hàn lóe lên một ý cười. Dịch Linh Quân cũng hết ý kiến, khen con trai thì khen con trai thôi vẫn không quên ngay lập tức cho cha thằng bé được thơm lây được rồi nghiêm túc ta cho các người nghe một thứ thú vị dịch linh quân nói xong thần thần bí bí lấy ra một cái máy ghi âm từ trong ngăn kéo cái gì vậy diệp oản oản hiếu kỳ tiến tới gần con nghe một chút là biết ngay thôi chính là cháu ngoại bảo bối của ta ghi âm tại vạn mai sơn trang dịch linh quân cười híp mắt khoe đường đường ghi âm diệp oản oản nhìn ông ta một cái nhận lấy máy ghi âm nhấn nút mở sau đó tư giả hàn và diệp oản oản liền bắt đầu nghe nội dung trong máy ghi âm nội dung ban đầu vẫn khá bình thường diệp oản oản đang tức giận vì chuyện gã a trung đầu độc đường đường sau đó liền nghe được đường đường nói ra nhóc có yêu cầu bảo bảo anh nghĩ đường đường của chúng ta sẽ đưa ra yêu cầu gì diệp oản oản tò mò lẩm bẩm tư giả hàn nhìn nàng một cái thành thật trả lời không đoán được bất quá, hẳn là sẽ không để cho cái tên giúp việc này hoàn thành đơn giản như vậy. Diệp Oản Oản vội tiếp tục vỉnh tai nghe, sau đó, tất cả liên tưởng và suy đoán trong đầu nàng liền tan vỡ. Nói một trăm lần, bà nội ta là mỹ nhân tấm lòng đẹp, là tiểu tiên nữ. Mãi tới khi Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản nghe xong A Trung lặp lại nhiều lần, phu nhân là mỹ nhân tấm lòng đẹp, là tiểu tiên nữ, như vậy, tâm tình của hai người đều tương đối là một lời khó nói hết. Không đơn giản, quả nhiên là không đơn giản. Diệp Oản Oản quả thật là cười không ngừng được, ha 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 ha. Thao tác này của bảo bối nhà chúng ta cũng quá tao nhã rồi đi. Không tệ không tệ, không hổ là con trai của em. Ruột thịt không sai chút nào, đã có được chân truyền của em. Không đúng, là trò giỏi hơn thầy. Dịch Linh Quân gật đầu liên tục đồng ý, ta cuối cùng cũng hiểu được tại sao quản lý Ân lại thích đứa nhỏ này như vậy rồi nhìn độ nhạy cảm tinh tế của người ta mà xem sau khi nói xong những thứ này dịch linh quân mới nói chính sự quản lý tư vẫn phải làm phiền cậu giao ân hành cho trọng tài hội chúng tôi hắn và tần tung có dính dáng rất sâu chúng tôi cần phải thẩm vấn tư giả hàn đáp được tôi sẽ cho người giao hắn qua đang nói chuyện lúc này điện thoại di động của tư giả hàn vang lên là điện thoại của lâm khuyết tư giả hàn nhận điện thoại nhìn về phía oản oản lâm khuyết nói quản lý ân đã mang đường đường trả lại rồi. Diệp Oản Oản vừa mừng vừa sợ cái gì, chúng mau nhanh đi về đi. Tư giả hàn, được. Dịch Linh Quân suy nghĩ một chút, ta cũng đi cùng, vạn nhất có mâu thuẫn gì, ta còn có thể giúp một tay, điều tiết một chút. chương 2423, rất ngọt. Converter, vovotiuyencv.com Diệp Oản Oản cạn lời liếc nhìn Dịch Linh Quân một cái, đi xem náo nhiệt có cần phải dùng lý do hoành tráng vậy không thấy dịch linh quân muốn đi theo diệp oản oản liền vội vàng ngăn lại làm gì dịch linh quân nhìn về phía diệp oản oản nghe tiếng diệp oản oản khẽ mỉm cười cha ngài trăm công nghìn việc loại chuyện nhà này vẫn là chớ quản nhìn lời này của con xem trăm công nghìn việc đúng là không sai nhưng chuyện nhà đây còn không phải là chuyện nhà của ta sao dịch linh quân nói diệp oản oản cha, cha nói có đạo lý, bất quá. Quan hệ của A Cửu và quản lý ân cha cũng biết, rất là không tiện giao lưu. Hơn nữa với tính tình của quản lý ân, nếu như có cha ở đó mà nói, khẳng định sẽ chuyển sang nói chuyện công. Diệp Oản Oản hơi có chút bất đắc dĩ ngăn cản. Dự luật đã sắp đến lúc thông qua, hội trưởng vẫn nên lấy chuyện dự luật làm trọng. Tư giả hàn hướng về dịch linh quân nói. Dịch linh quân trầm tư chốc lát, cuối cùng coi như cũng có chút tự ý thức vai trò hội trưởng trọng tài hội, kết quả là lưu lại, cũng không đi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người đã trở lại biệt thự của tư dạ hàn. Cửu ca, cuối cùng hai người cũng trở lại rồi. Nhìn thấy Diệp Oản Oản và tư dạ hàn, lâm khuyết mặt đầy kích động, phảng phất như bắt được cọng rơm cứu mạng. Có trời mới thấu hiểu được cảm giác đè nén và áp lực của hắn khi cùng ân duyệt dung đợi ở dưới một cái mái hiên sợ mình sơ ý một chút chọc cho ân duyệt dung mất hứng sau đó ân duyệt dung đầu độc chết oan uổng những ngày trước mỗi lần thấy ân duyệt dung ít nhất đều có cửu ca nhà mình ở bên cạnh có thêm chút can đảm đường đường đâu diệp oản oản nhìn về phía lâm khuyết hỏi ở đại sảnh ở chung một chỗ với dì dung lâm khuyết đáp lúc này tư giả dạ hàn mặt không cảm xúc đi về phía đại sảnh thấy vậy diệp oản oản cũng theo thật sát vẫn là đừng nên để cho tư giả hàn và ân duyệt dung đơn độc trả mặt nhau. Nếu không, bằng vào độ nhạy cảm của tư Dạ hàn. Suy nghĩ đến đây thôi đã cảm thấy đáng sợ. Chỉ số IQ của tư Dạ hàn và ân duyệt dung, quả thực là di truyền hoàn mỹ. Điểm giống nhau lớn nhất của hai người này là có bài tốt cũng có thể đánh đến nát bét, quả thật không hổ là mẹ con. Nếu như độ nhạy cảm của tư giả hàn có thể có được một phần ba của đường đường, vậy thì quan hệ mẹ con nhà này tuyệt đối không có khả năng thảm tới mức như ngày hôm nay. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đã đi theo tư giả Hàn tới đại sảnh. Diệp Oản Oản liếc mắt thấy, đường đường cầm trong tay một miếng dưa hấu, đang đút cho ân duyệt dung. Ân duyệt dung khẽ nhíu mày, bà rất ít ăn đồ ngọt. Bà nội, miếng dưa hấu này rất ngọt, đường đường mới vừa ăn thử rồi. Bà nội, nội ăn một miếng đi, đường đường nhìn ân duyệt dung, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao khẽ chớp ân duyệt dung nhìn đường đường một cái tựa như không đành lòng cự tuyệt cuối cùng chỉ có thể chiều theo đường đường mong muốn ăn một miếng bà nội dưa hấu có ngọt không đường đường cười thật tươi rất ngọt ân duyệt dung nói tư hoài trương chưa bao giờ ăn đồ ngọt cho nên mấy năm nay cơ hồ bà cũng chưa từng chạm qua thậm chí đã sớm quên mất mùi vị này nhưng bởi vì đứa nhỏ này mà lặp đi lặp lại việc phá lệ nhiều lần hơn nữa còn phát hiện chính mình cũng không bài xích đến vậy. Bà nội, sau này nội phải ăn nhiều trái cây, trái cây có rất nhiều vitamin, rất tốt cho sức khỏe. Hơn nữa trái cây rất ngọt, đường đường như ông cụ non, có phần nghiêm túc tiếp tục phổ cập kiến thức sức khỏe cho ân duyệt dung. Sau một hồi yên lặng, ân duyệt dung khẽ vuốt cằm nói, được. Một màn trước mắt này, không khỏi khiến cho Diệp oản oản than thở vạn phần. Nhìn mà xem, đây chính là sức mạnh của sự nhạy cảm. Nếu như, Tư Giả Hàn có được sự nhạy cảm như Đường Đường, làm sao sẽ khiến quan hệ hai người đến mức như ngày hôm nay? Để cho hai mẹ con với chỉ số thông minh cực cao, nhưng độ nhạy cảm là số âm, như Tư Giả Hàn và Ân Duyệt Dung sống chung, còn không phải khác nào sao hỏa đụng địa cầu sao? Chương 2424, không đành lòng. Mẹ. Còn không đợi Đường Đường tiếp tục nói, khóe mắt liếc một cái, đã tự mình thấy được Diệp Oản Oản và Tư Giả Hàn trước cửa lúc này liền chạy thẳng về phía diệp oản oản đường đường ngoan ngoãn diệp oản oản mặt đầy cưng chiều mẹ ăn dưa hấu đường đường mang cho diệp oản oản một miếng dưa hấu rất ngọt diệp oản oản ăn vài miếng mở miệng cười nói bà nội ăn dưa hấu đường đường đem miếng dưa hấu cuối cùng đưa cho ân duyệt dung tư giả hàn các người đã trở lại ta cũng sẽ không ở lâu nữa ân duyệt dung đứng dậy lạnh nhạt mở miệng nói mắt Diệp Oản Oản giật một cái, không khỏi có chút kinh ngạc. Thật đúng là tới giao trả đường đường sao. Ban đầu sợ rằng có đánh chết nàng cũng sẽ không tin, ân duyệt dung vốn chính miệng nói sẽ giữ đường đường, vậy mà lại đích thân đem đường đường trả lại. Quản lý ân, khoan đã. Tư giả hàn nhìn về phía ân duyệt dung, dự luật đã sắp đến lúc bỏ phiếu, không biết quản lý ân có ý kiến gì. Diệp oản oản mặt đầy mộng bức nhìn về phía tư giả hàn. Chàng trai của tôi ơi! mấy nay chỉ số iq đã tiến bộ lớn làm sao vừa chạm mặt ân duyệt dung một cái liền rơi xuống đáy vực rồi coi như là ân duyệt dung có cải thiện về tâm lý nhưng mà cũng sẽ không trực tiếp đến vậy chứ hơn nữa dùng thái độ và khẩu khí này là có ý gì ân duyệt dung liếc nhìn tư giả dạ hàn một cái thái độ không hề khá hơn tư giả dạ hàn một chút nào ngày hôm nay ta qua đây không phải là để bàn công việc với con hơn nữa bên phía ta không có gì thay đổi luật lệ trước đó như thế nào, sau này liền cứ như thế đấy. Phải không? Tư giả hàn gần giọng. Vào giờ phút này, ân duyệt sung và tư giả hàn đối đầu với nhau, khiến cho những người bên cạnh như rơi vào hầm băng. Cha! Bỗng nhiên, đường đường đưa tay nắm lấy bàn tay ân duyệt sung, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tư giả hàn. Cha! Làm sao cha lại dùng loại thái độ này nói chuyện với bà nội của con? Tư giả hàn! Diệp oản oản! Ân duyệt sung! bà nội trước đó bị người xấu hãm hại cha không quan tâm bà nội còn có loại thái độ này đối với bà nội là cha không đúng đường đường nói tư giả hàn bà nội khẳng định là bà nội không dạy dỗ cha tốt sau này nhất định phải dạy bảo cha tốt hơn đường đường vừa nhìn về phía ân duyệt dung vừa nói ân duyệt dung tư giả hàn nhìn lấy hai mẹ con bị đường đường giáo huấn đến nói không ra lời diệp oản oản yên lặng quay đầu ra sau dáng nhịn cười ân duyệt dung ho nhẹ một tiếng đường đường bà nội đi đây ân duyệt dung nói xong ngồi sổ người xuống nhìn về phía cậu bé trước mắt trong mắt lại hiếm thấy lộ rõ vẻ không đành lòng vâng ạ à, đường đường gật đầu một cái đường đường vừa dứt tiếng chẳng biết tại sao trong lòng ân duyệt dung lại có một chút cảm giác mất mát không tỏ rõ được bà còn tưởng rằng đường đường sẽ giữ mình ở lại lâu một chút sau lần rời đi này có lẽ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau đời này, thứ mà bà muốn, liền nhất định phải lấy được. Nhưng mà, duy chỉ riêng thời điểm đối mặt với đứa bé này, lại không muốn làm bất kỳ chuyện gì khiến cho nhóc ghét mình. Cho dù, cái giá phải trả, là có khả năng sẽ không được gặp lại nhóc nữa. Mẹ, con cùng bà nội đi trước, lần sau con sẽ theo bà nội tới đây thăm hai người. Ân duyệt dung mới vừa chuẩn bị rời đi, kết quả, lại thấy đường đường xoay người, quay sang tạm biệt Diệp Oản Oản. Đường đường vừa dứt tiếng, trong mắt ân duyệt dung lập tức ánh lên vẻ mừng rỡ sáng lấp lánh con con không muốn ở cùng một chỗ với cha mẹ con sao ân duyệt dung trần chờ hỏi đường đường nháy mắt một cái đường đường đã nói với mẹ sẽ ở bên bà nội thêm mấy ngày đường đường có thể ở cùng một chỗ với cha mẹ nhưng mà nếu như đường đường theo cha mẹ về lại vân thành mặc dù lúc nào đó sẽ có thể trở lại thăm bà nội nhưng mà lại không thể ngày ngày nhìn thấy bà nội được nữa Chương 2425, không sao, thích thì chiều. Biên soạn, được utiyenfull.net. Một bên, Diệp Oản oản quả thực là nhìn mà suýt xoa. Nhìn đi, nhìn độ nhạy cảm tinh tế của con trai nàng mà xem. Vốn nàng còn đang lo lắng lỡ như cha mẹ bên kia biết được chuyện ân gia bắt cóc đường đường sẽ kết thúc ồn ào như thế nào. Bây giờ nhìn lại cũng không cần thiết phải lo lắng sau này còn sợ gì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu còn sợ gì mẹ con thủ oán cơ chứ diệp oản oản âm thầm giơ ngón tay cái lên tặng cho đường đường bảo bối đường đường bảo bối của mẹ lợi hại đường đường bảo bối thấy mẹ khen mình trong đôi mắt to tròn long lanh nhất thời tràn đầy vui sướng đường đường nói lời tạm biệt cùng cha mẹ sau đó dắt tay ân duyệt dung nhanh chân đi ra ngoài cửa bà nội chúng ta mau trở về đi thôi con đói rồi được, ân duyệt dung dập khuôn, nắm tay, từng bước một đi theo cậu bé. Bà chưa từng thừa nhận, cũng chưa từng hy vọng đến hai chữ, gia đình, xa vời. Nhưng mà, đứa nhỏ này, lại dùng bàn tay nhỏ nhắn, sưởi ấm trái tim bà, mang lại cho bà cảm giác ấm áp, thứ vốn chỉ có thể nhìn mà phát thèm. Con muốn ăn xương sườn non giấm đường sốt tiêu bà nội làm. Đường đường nói. Được, ân duyệt sung gật đầu. Bà nội, con còn muốn ăn kẹo hồ lô. À, thịt kho nữa. Ở dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, hai bà cháu một lớn một nhỏ này cứ như vậy rời khỏi biệt thự. Lần đầu tiên, là ân duyệt sung cưỡng ép giữ đường đường lại. Lần này, quả thật là đường đường tự nguyện muốn đi theo ân duyệt sung về nhà. Một lát sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở bên cạnh, mà Tư Dạ Hàn tựa như đang tự hỏi lòng điều gì đó. Diệp Oản Oản, đang làm gì vậy? Tư Dạ Hàn, nghĩ một vài chuyện. Ừ, đúng là anh nên suy nghĩ lại một chút, tại sao mẹ anh coi đường đường như là bảo bối, lại coi anh như là cỏ rác. Diệp oản oản thở dài, thần sắc bất đắc dĩ vạn phần. Tư giả hàn. Bà nội, chúng ta cũng ra khỏi nhà rồi, vậy thì đi dạo một vòng đi. Rời khỏi biệt thự, đường đường ngẩng đầu lên, hướng về ân duyệt dung nói. Phố lớn ngõ nhỏ, người đến người đi, cũng không biết đã bao lâu, ân duyệt dung chưa từng có được trải nghiệm này như thế này mới là sống, là có được niềm vui của đời người. Bà nội, ôm một cái, đường đường mệt quá, đường đường hướng về ân duyệt sung giang hai tay ra. Vào giờ phút này, ân duyệt sung nhìn đứa bé trai trước mặt mình một cái, khóe miệng khẽ mở, để lộ một gương mặt ấm áp chưa bao giờ có. Bà chậm rãi ngồi sổ người xuống, đem đường đường ôm thật chặt vào trong ngực. Rất nhanh, ân hành bị trọng tài hội mang đi điều tra. Dưới sự thẩm vấn của tòa án, ân hành cương quyết không nhận tội đem tất cả tội lỗi đều ụp lên đầu người giúp việc a trung cái tên a trung cũng là một kẻ không có đầu óc khi đó không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào không cách nào chứng minh phần sổ sách kia là do ân hành giao cho hắn bởi vì ân hành liều chết không nhận tội việc thẩm vấn của tòa án nhất thời lâm vào bế tắc nếu như là đến thời gian quy định vẫn không thể định tội cho ân hành như vậy hắn ta liền sẽ được phóng thích được rồi không thừa nhận thì không thừa nhận đi không sao, người thích thì chiều. Ân hành không nhận tội, dịch linh quân liền trực tiếp đem hắn trả lại cho tư dạ hàn. Lần này, ân hành mộng bức rồi. Hắn chắc chắn trong lòng, cho là trọng tài hội không lấy được chứng cứ liền phải thả hắn ra, đến lúc đó hắn liền có thể cao chạy xa bay. Vạn vạn không ngờ tới, dịch linh quân lại có thể phái người đem hắn trả lại chỗ của tư dạ hàn. Ân hành ngay từ đầu còn muốn bàn điều kiện với tư dạ hàn, để cho tư dạ hàn thả hắn cuối cùng lại phát hiện ra không ổn. Nếu như tư Dạ hàn thả hắn, vậy thì càng đáng sợ hơn. Nghe nói ân duyệt dung vẫn luôn phái người chờ sẵn ở gần đó, chỉ cần hắn vừa, được, tư Dạ hàn thả ra, người của ân duyệt dung sẽ lập tức đem hắn bắt đi. Hiện tại, ân hành tình nguyện vĩnh viễn bị giam ở chỗ này cũng không chịu rời đi. Bị giam tại cái địa phương quỷ quái này, ít nhất còn giữ lại được mạng. Nhưng nếu như, được, thả ra, ân duyệt dung sẽ không lưu hắn lại chương 2426, tất cả đều vui vẻ. Biên soạn, được uy -I -I -L -L net Hơn nữa, ân hành thông qua việc nghe mấy tên gác mục nói chuyện trên trời dưới đất biết được, ân duyệt sung đã để cho kiều mẫu đến tìm tư giả hàn đòi người. Chỉ bất quá, lần đòi người này, không phải là vì cứu hắn, mà là muốn mạng của hắn. Sự kinh hoàng trong lòng ân hành đã không cách nào diễn tả được bằng lời vô luận như thế nào hắn cũng không thể rơi vào trong tay Ân Duyệt Dung. Tuyệt đối không được. Trong nhà lao, Ân Hành nhìn gã đàn ông mình cực kỳ thống hận chậm rãi đi vào, che giấu tất cả sự không cam lòng trên mặt, bày ra một bộ mặt mày vui vẻ, "Đại ca." Hiện tại hắn nào còn có thể quan tâm đến cái gì khác? Không gì quan trọng bằng mạng sống. Tư Giả Hàn mặt không cảm xúc, nhìn về phía Ân Hành, "Chúc mừng ngươi, có được tự do." "Cái gì? Thật đúng là Tư Giả Hàn định thả hắn?" tư giả hàn vừa dứt tiếng sắc mặt ân hành nhất thời trắng bệch có được tự do không hắn không muốn tự do hắn nguyện ý vĩnh viễn ở lại nơi này cho dù là một tù nhân ân hành tin tưởng trong lòng tư giả hàn hiểu rõ một khi thả mình rời đi ân duyệt dung tuyệt đối không có khả năng chừa cho hắn đường sống tư giả hàn muốn để cho hắn chết ngươi rất nhanh sẽ có thể gặp lại mẹ mình tư giả hàn lãnh đạm thờ ơ nói không đại ca nơi này tốt vô cùng tôi tạm thời không muốn rời đi. Ân hành lắc đầu liên tục. Không đến phiên ngươi lựa chọn. Sứt lời, tư giả hàn liền sai người mang ân hành ra khỏi hầm giam, tống cổ khỏi nơi đây. Ân hành chân trước vừa bị đuổi ra, chưa được mấy nhịp thở, kiều mẫu đã hiện thân, để cho người bắt lấy hắn. Ân gia xảy ra phiền toái, tất nhiên phải do chính ân gia xử lý. Trong lòng của tất cả mọi người đều biết, từ nay về sau, toàn bộ độc lập châu, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ còn bất kỳ một chút xíu tin tức nào của ân hành. Từ đó, họa mi không hót nữa. Bất quá chỉ là một đứa mồ côi, được ân duyệt dung mang về nhà, một tay bồi dưỡng, có được địa vị này ngày hôm nay. Kết quả dã tâm lại càng ngày càng lớn, không chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lấn át chính chủ, còn qua mặt ân duyệt dung cấu kết với người ngoài. Cuối cùng thậm chí còn đưa ân duyệt dung vào chỗ chết. Đối với hành vi của ân hành, mọi người không có chút đồng cảm nào bên trong biệt thự diệp oản oản nhìn chằm chằm tư dạ hàn thở phào một hơi nói mẹ anh muốn anh thả ân hành anh tử thủ không thả anh đây là giận dỗi với ai đây thả ra là tốt rồi cứ như vậy tất cả đều vui vẻ trước đó kiều mẫu ghé thăm mấy lần hy vọng tư dạ hàn trả tự do cho ân hành đều bị tư dạ hàn cự tuyệt diệp oản oản thật sự là có chút không nhìn nổi lúc này mới khuyên tư dạ hàn thả người đương nhiên nói là thả người nhưng có thể nói trắng ra là, đem ân hành trả về lại trong tay ân duyệt dung, chỉ như vậy mà thôi. Mấy ngày sau, đại hội tiến hành họp một lần cuối. Đại hội chỉnh sửa dự luật, rốt cuộc đã bắt đầu. Có thể tham gia đại hội chỉnh sửa dự luật đều là quản lý và cao tầng trọng tài hội. Bất quá cũng có một số vị trí dự thính, bởi vì có tầng quan hệ với dịch linh quân, Diệp Oản Oản cũng được tham dự, coi như là dự thính. Trong buổi họp bàn về dự luật, cũng không hài hòa bởi vì sửa chữa rất nhiều vấn đề trong luật, các cao tầng và quản lý của trọng tài hội bàn tán ồn ào, đỏ mặt tía tai cũng không thể đi đến thống nhất. Sự luật và quy tắc của độc lập 12 châu có rất nhiều, tất cả lớn nhỏ đếm không hết, hàng năm đều có một số điều chỉnh nho nhỏ. Mà một số phần điều chỉnh dự luật, rất có thể chạm tới nguyên tắc, cãi vã cũng là không thể tránh khỏi. Dù sao cách nhìn của mỗi người sẽ có sự khác biệt. Suốt một buổi sáng, tiếng cãi vã chưa bao giờ dứt, Mãi đến khi dịch linh quân ra mặt nói chuyện, lúc này mới hơi hơi hỏa hoãn lại một chút. Được rồi, đoạn thời gian gần đây, bởi vì sự tình độc lập châu cùng người ngoài lấy nhau, gây ra không ít chuyện. Quy củ được truyền lại từ xưa tới nay, có hợp lý hay không, có cần phải sửa đổi hoặc điều chỉnh hay không, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người một chút. Trạng vạng, dịch linh quân lên tiếng nói. chương 2427, toàn bộ phiếu đều thông qua biên soạn Đức Uy -U -I -I -N -F -U -L -L net Dịch Linh Quân vừa dứt tiếng, toàn trường an tĩnh. Có ai không biết, Dịch Linh Quân đang có ý định sửa đổi quy củ như vậy. Nếu như phản đối, chẳng khác nào đang đi ngược lại với định hướng của ông. Hơn nữa, chưa kể sẽ đắc tội với đám người quản lý tư và hội trưởng, chỉ riêng về quy củ này, đã có rất nhiều chỗ bất cập. Ha ha, dịch hội trưởng, ngài cũng nói rồi, đây là quy củ từ thời cổ lưu truyền tới nay nhưng cổ là cổ nay là nay giờ đã đến thời đại nào rồi tôi thấy là loại luật lệ thiếu nhân văn này hẳn là nên được sửa đổi không chắc chắn là nên bị xóa bỏ một vị quản lý nhìn về phía dịch linh quân nhẹ giọng cười nói không sai quản lý chu nói rất đúng ở tại thời cổ đại kia hôn nhân đại sự là do cha mẹ sắp đặt hiện tại thời thế thay đổi ai cũng có quyền tự do hôn nhân tự do yêu đương Đem loại quy củ thông thái dởm này đi ràng buộc đời sống tình cảm của người trẻ tuổi cũng không khỏi quá kỳ cục. Tôi cho là, loại quy củ này đáng ra nên được loại bỏ từ lâu, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện lớn. Tổng cộng 12 vị quản lý ở phòng họp, bao gồm cả tư giả hàn ở bên trong, đã có 11 vị đồng ý loại bỏ quy củ này. Chỉ còn lại mỗi một mình ân duyệt dung vẫn chưa hề lên tiếng. Nhưng nếu như muốn loại bỏ một quy định, nhất định toàn bộ các phiếu đều phải được thông qua thiếu một cũng không được. Như vậy, quản lý ân cảm thấy thế nào? Hồi lâu sau, dịch linh quân nhìn về phía ân duyệt dung hỏi. Lúc này, ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển về hướng ân duyệt dung. Ai mà không biết, quan hệ giữa tư giả hàn và mẹ mình như nước với lửa. Loại bỏ quy định cũ, tư giả hàn toàn lực ủng hộ. Đoạn thời gian gần nhất, đều dùng hết khả năng xử lý, thậm chí đích thân tư giả hàn còn tham gia vào. Làm sao ân duyệt dung sẽ có thể thông qua? tuyệt đối không có khả năng. Trái tim Diệp Oản Oản cũng nhảy lên tới cổ họng, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Xin lỗi, tôi không đồng ý. Ân Duyệt Dung nhìn về phía dịch linh quân, mặt không đổi sắc nói. Nghe tiếng, chân mày tư dạ hàn nhíu chặt lại, quản lý ân. Quản lý tư, thời điểm tôi lên tiếng, hy vọng cậu không nên chen miệng vào. Ân Duyệt Dung lạnh lùng nói. Ân Duyệt Dung nói xong, hướng về dịch linh quân tiếp tục nói cái gì tồn tại cũng có lý do của nó trí tuệ tổ tiên tôi sẽ không nghi ngờ cho nên tôi không đồng ý xa xa trong lòng diệp oản oản có chút thất lạc bất quá coi như năm nay không được thông qua vẫn còn cơ hội sang năm tiếp tục cố gắng một chút có lẽ có thể làm cho ân duyệt dung thay đổi tâm ý chỉ hy vọng đại ca sẽ không rơi vào tình cảnh như lúc xưa anh ấy và lăng miểu nhất định sẽ có một kết quả tốt được rồi, vậy xin mời các vị bỏ phiếu biểu quyết. Cuối cùng, Dịch Linh Quân nói, mọi người đều không biết nói gì, thái độ ân duyệt dung rõ ràng như thế, tiếp tục bỏ phiếu thật là uổng công vô ích. Chỉ bất quá, quy trình và thủ tục vẫn phải hoàn tất, 11 vị quản lý đều bỏ phiếu đồng ý. Quản lý Ân, phiếu của bà thì sao? Dịch Linh Quân thấy Ân Duyệt Dung không làm gì, lên tiếng hỏi. Lần này tôi không bỏ phiếu, Ân Duyệt Dung nói không bỏ phiếu, có ý gì, dịch linh quân cảm thấy có chút khó hiểu. Tôi từ bỏ quyền, ân duyệt dung mặt không đổi sắc nói. Nghe lời nói này, tất cả mọi người bao gồm Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản ở bên trong, đều sững sờ, bỏ quyền. Không phải là bà phản đối sao? Dịch linh quân mặt đầy kinh ngạc. Giữa việc phản đối và từ bỏ quyền bỏ phiếu, có liên quan gì với nhau sao? Ân duyệt dung hỏi ngược lại. Không có không có, hoàn toàn không có liên quan, Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười, được, nếu quản lý ân bỏ quyền, vậy cũng đồng nghĩa với toàn bộ phiếu đều thông qua. Đợi sau khi tan họp, làm phiền quản lý chu tiếp tục hoàn thiện và xử lý, loại bỏ điều luật cấm người độc lập châu và người ngoài lấy nhau. Đã hiểu, quản lý chu đáp lời. chương 2428, Bởi vì yêu. Biên soạn, được wtiuyenfull.net Buổi hội nghị cuối cùng cũng kết thúc, đây chính là một buổi hội nghị có ý nghĩa trọng đại nhất độc lập châu. Rất nhanh, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ độc lập 12 châu. Rời khỏi cao ốc trọng tài hội, ân duyệt sung ngẩng đầu lên, nhìn lấy bầu trời xanh thẳm nơi đỉnh đầu. Cả đời này của bà, nửa đời trước đều theo đuổi tư hoài trương, nửa đời sau lại theo đuổi quyền lực và địa vị. Cả đời đều chưa từng có được niềm vui, chưa từng bao giờ sống vì chính bản thân mình. Hiện tại, bà đã mệt mỏi. Mặc dù làm chuyện trái với nguyên tắc và bản tâm của mình, nhưng mà, nội tâm lại cảm thấy thư thái và nhẹ nhàng trước giờ chưa từng có. Thì ra, có lúc thỏa hiệp cũng không có nghĩa là thất bại, mà là biển rộng trời cao. Trong nháy mắt khi tin tức được truyền ra, Diệp Oản oản lập tức gửi tin nhắn thông báo cho Nhiếp Vô Danh về tin vui này. Nàng vừa đi ra ngoài, còn vừa đang cảm thán cùng Tư Dạ Hàn, cái kết quả này thật sự là làm cho người ta kinh ngạc em đã đoán chắc chắn mẹ anh sẽ không thông qua, nhưng không ngờ bà ấy sẽ lại từ bỏ quyền biểu quyết. Em còn chuẩn bị tâm lý sẽ chiến đấu lâu dài rồi cơ đấy. Tư giả hàn, anh cũng không ngờ tới. Khoảng thời gian này, quả thật ân duyệt dung đã làm quá nhiều chuyện nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Hai người mới vừa đi ra khỏi cao ốc, đúng dịp thấy ân duyệt dung đang chờ xe ở cửa. Ba người mặt đối mặt, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút yên lặng, không biết nên nói cái gì lúc này một chiếc xe màu đen lái tới tài xế của ân duyệt dung đã đến cuối cùng mới phá vỡ sự yên lặng đầy lúng túng này ân duyệt dung thu tầm mắt lại cất bước đi về phía chiếc xe trước khi cất bước lên xe ân duyệt dung lại đột nhiên dừng chân lại xoay người nhìn về phía tư giả hàn và diệp oản oản ở sau lưng sau đó ánh mắt rơi ở trên người tư giả hàn a cửu thật ra thì năm đó mẹ vẫn luôn mong đợi khoảnh khắc con được sinh ra con mang theo tất cả niềm hy vọng của mẹ. nghe thấy lời của ân duyệt dung, con người của tư giả hàn trong chớp mắt co rút lại. ân duyệt dung chưa từng bao giờ nói với anh những lời này. chẳng qua là cho tới nay đều là mẹ quá hèn yếu rồi, bản thân bị giam cầm trong một tình yêu thất bại, còn muốn ôm lấy con nhốt cùng với mẹ ở trong lồng giam không thấy ánh sáng này, muốn con mãi ở cùng mẹ trong bóng tối u ám đó. ân duyệt dung khẽ nhấc con người lên, nhìn về phía con trai trước mặt chậm rãi nở một nụ cười thật buồn, a à cửu, thật ra, chẳng qua là vì mẹ quá cô độc, a à cửu, xin lỗi con. nghe ân duyệt dung chậm rãi nói tới đây, hai tay tư giả hàn siết lại tạo thành nắm đấm thật chặt. diệp oản oản đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run lên của anh. thật ra, mặc dù tư giả hàn không nói ra ngoài miệng, nhưng mẹ anh vẫn luôn là khúc mắc lớn nhất trong tim anh. tư giả hàn vẫn mãi không hiểu tại sao là một người mẹ lại có thể tàn nhẫn đối với đứa con ruột thịt của mình đến vậy ngay từ đầu anh vẫn còn ôm chút hy vọng anh rất muốn biết tại sao nhưng lần lượt thất vọng hết lần này tới lần khác đến một lúc nào đó cuối cùng anh không còn bao giờ hỏi nữa cũng không còn bất kỳ hy vọng nào nhưng mà sâu trong nội tâm vẫn mong muốn nhận được sự giải thích vừa rồi của ân duyệt dung khúc mắc nhiều năm như vậy bất quả cũng chỉ mong muốn được nghe ba chữ xin lỗi con mà thôi Ân Duyệt Dung nhìn về phía cô gái ở bên cạnh Tư Dạ Hàn một cái, "A à Cửu, ánh mắt nhìn người của con tốt hơn mẹ nhiều." Sau khi nói xong câu này, Ân Duyệt Dung liền lên xe. Xe chậm rãi chạy, biến mất khỏi tầm mắt. Diệp Oản Oản nắm tay Tư Dạ Hàn, dịu dàng nói, "Trước đó em vẫn luôn suy nghĩ mãi, tại sao đường đường có thể khiến cho mẹ anh có thay đổi lớn như vậy? Hiện tại thật giống như đột nhiên hiểu ra, chắc hẳn là bởi vì yêu." ân duyệt dung bị tình yêu biến thành bộ dáng lạnh giá kia, cuối cùng được tình yêu làm tan chảy và thay đổi. chương 2429, em rể, anh giúp em đánh trận đầu. Biên soạn, đức uy I -U -I -I -N -F -U -L -L net Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn mời Dịch Linh Quân ăn một bữa cơm, coi như là tiệc chia tay. Vốn chuẩn bị ngày mai mới trở về, kết quả Vân Thành bên kia có tin chuyển đến, bởi vì diệp oản oản và đường đường biến mất thời gian quá dài nhiếp vô danh đã không thể che giấu được nữa cha mẹ đã biết được chuyện họ tới thiên thủy thành vì vậy một nhà ba người liền lập tức lên đường về lại vân thành sau khi đến vân thành tư giả hàn mang theo oản oản và đường đường đi thăm hỏi ông ngoại trước kể cho lão nhân ra nghe rõ ràng tất cả mọi chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này sự thật chứng minh cái quyết định này của tư giả hàn là tương đối chính xác được rồi ta biết rồi Mục đích hôm nay các con tới đây tìm ta, ta cũng biết. Cha mẹ con bên kia, ta sẽ đi một chuyến giúp các con xử lý. Cảm ơn ông ngoại, ngoại là tốt nhất, Diệp Oản Oản nhất thời đầy vui vẻ ôm lấy cánh tay của ông ngoại. Đúng rồi, ông ngoại, về phần Tư Hạ ngoại cũng đừng lo lắng. Cũng còn may khi đó kịp thời ngăn cản cậu ta, không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn. Sau khi giam giữ một thời gian sẽ được thả ra, chẳng qua là sẽ bị đuổi khỏi Độc Lập Châu mà thôi có thể giữ lại được cái mạng đã coi như không tệ. Ông ngoại thở dài. Hơn nữa, thời gian Tư Hạ sinh hoạt tại Hoa Quốc còn dài hơn độc lập châu, có lẽ sẽ thích ứng tốt hơn với cuộc sống tại Hoa Quốc. Trò chuyện một hồi cùng ông ngoại, rất nhanh Nhiếp Vô Danh đã chạy tới đón người. "Em gái, cuối cùng các em cũng trở lại rồi." Nhiếp Vô Danh vừa nói vừa chạy đến trước mặt đường đường, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cũng còn khá cũng còn khá. Vị tiểu tổ tông này không có việc gì là được nói xong, nhìn tới nhìn lui, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đưa tay ra nhéo nhéo gương mặt bầu bính của cậu bé, sao anh lại thấy đường đường mập ra nhỉ? Không phải là bị bắt cóc sao, anh còn tưởng rằng sẽ gầy đi cơ đấy, làm sao khuôn mặt nhỏ nhắn lại tròn thêm rồi vậy hả? Đường đường đầy ghét bỏ đẩy cánh tay nhiếp vô danh ra, từng chữ từng chữ một nói, xin chú ý chọn lời. Nhiếp vô danh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi, đã phi thường thỏa mãn, không dám lại tiếp tục tìm chết, nhìn về phía tư giả hàn nói em rể chuyện lần này thật sự là rất cảm ơn em lăng miểu vẫn chưa thể xuống giường nhờ anh thay cô ấy nói một tiếng cảm ơn với em và oản oản tư giả hàn đáp ừm um. nhiếp vô danh vỗ ngực nói em rể em yên tâm chuyện em kết hôn với em gái anh anh bao thầu toàn bộ nhất định anh sẽ toàn lực đứng về phía các em về phần cha mẹ anh sẽ giúp các em khuyên nhủ tiệc rượu tiệc cưới anh sẽ đặt giúp các em hôm rước dâu anh sẽ giúp em đánh trận đầu anh xem ai dám ngăn em vào cửa, đêm động phòng hoa chúc anh giúp em trông chừng, ai dám náo động phòng, anh đánh gãy chân hắn. Em cứ thật vui vẻ lấy em gái anh về nhà. Nơi đáy mắt tư giả hàn nở rộ ý cười, cảm ơn. Diệp oản oản ở trong xe nghe mà xạ mặt lại, này này. Anh nói chuyện gì mà xa cách quá vậy? Cái cùi trò này của anh, sao lại hướng về phía ngoài như vậy hả? Rốt cuộc anh là anh trai của ai vậy hả? nhất thời nhiếp vô danh mặt đầy không tán thành đáp lại em gái xem lời này của em xem cái gì gọi là hướng về phía ngoài không phải mọi người đều là người một nhà sao lại nói không phải là anh đây đang giúp em sao chẳng lẽ em không muốn thuận thuận lợi lợi đem em rể lấy về nhà toàn bộ quá trình này anh đều cung cấp dịch vụ năm sao còn không thu phí em nữa đấy diệp oản oản ok anh thắng rồi nửa giờ sau cuối cùng xe cũng lái đến nhiếp ra Đường đường bảo bối ngủ thiếp đi ở trên xe, Diệp Oản Oản trước tiên ấm nhóc lên phòng ngủ ở trên lầu, sau đó mới đi xuống lầu. Trong phòng khách bên dưới lầu, Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn, Nhiếp Vô Danh, ông ngoại, cha mẹ đều có mặt. Nhiếp Phu Nhân và Nhiếp Hoài Lễ hai người đều không vui nhìn Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, chẳng qua là vì ngại có cha mình ở đây, cho nên mới không tiện lên tiếng. chương 2430, Bàn Bạc Hôn Sự, biên soạn: www.tiienfll.net Nhiếp Phu nhân trách móc phụ yêu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Một mình con chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Con muốn hù chết cha mẹ sao? Diệp oản oản sợ nhất phải đối mặt với loại tình huống này, mẹ, chuyện này. Không đợi Diệp oản oản lên tiếng, nhiếp vô danh lập tức nói, mẹ, không phải là con đã nói với mẹ sao? không phải là vô yêu đi thiên thủy thành thăm sư phụ của con bé hội trưởng dịch linh quân sao có thể có chuyện gì cơ chứ hơn nữa vô yêu còn giúp vạch trần bộ mặt thật của tần tung lập công lớn đấy nhiếp phu nhân nhất thời trừng anh con còn dám nói chen vào mẹ còn chưa nói về con đấy đường đường bị người của ân ra bên kia bắt cóc suýt chút nữa xảy ra chuyện con lại còn giúp đỡ lừa gạt đến bây giờ nhiếp vô danh hoàn toàn không đợi diệp oản oản và tư dạ hàn lên tiếng trực tiếp giúp giải thích hộ mẹ, thứ nhất, đó là Ân Hành Bắt nghiêm chỉnh mà nói không có quan hệ gì với người nhà họ Ân. Bây giờ Ân Hành đã sớm bị trục xuất khỏi cửa, không có bất kỳ quan hệ gì với Ân gia. Thứ hai, cháu ngoại bảo bối của mẹ vẫn khỏe, mẹ không thấy đường đường trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc đã phúng phính thêm một chút rồi sao? Đó đều là do bà nội của nó nuôi cho béo ra đấy. Bà nội của nó cũng rất yêu thích nó. Mẹ có thấy chiếc xe tải phía trước nhà không? một xe tải đầy quà vặt và đồ chơi tất cả đều là ân duyệt dung mang về. Nếu không phải là em gái ngăn lại, phỏng chừng bà ấy còn định rời sạch đồ trong các tiệm quà vặt và đồ chơi ở Thiên Thủy Thành về đây. Nhiếp phu nhân, mặc dù bà không tin mấy lời con trai nhà mình nói, nhưng mà, mới vừa rồi bà cũng thấy đường đường bảo bối của mình cũng tròn ra không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo ửng hồng. Nhiếp hoài lễ ho nhẹ một tiếng, coi như người đứng đầu một nhà, đang định mở miệng nói chuyện, từ tiên sinh, tôi có đôi lời. Kết quả, mới vừa mở miệng nói được nửa câu, ông ngoại hoàn oản ngồi ở trên ghế salon, uống một hớp trà, sau đó liền chặn lại, không có vấn đề gì, hôn sự của Vô Ưu và A Cửu, quyết định vậy đi. Nhiếp Hoài Lễ. Nhiếp Hoài Lễ mặt đầy mộng bức, tất cả lời định nói đều bị chặn trở về. Nhiếp phu nhân nghe vậy vội vàng nói, "Cha, hôn sự này có phải là quá qua loa rồi hay không? Vẫn là nên thảo luận kỹ hơn." ông cụ đầy bất mãn nhìn con gái một cái đường đường cũng đã lớn như vậy còn muốn thảo luận kỹ hơn như thế nào con muốn để cho đường đường vĩnh viễn mang lấy cái danh con ngoài giá thú sao nhiếp phu nhân nghe nói như vậy nhất thời do dự nhiếp hoài lễ châm trước chọn lời một phen sau đó trả lời thái độ ân duyệt dung cha cũng nhìn thấy coi như lần này có khả năng bà ấy không làm khó đường đường nhưng sợ là cũng sẽ không đồng ý việc hôn sự này đến lúc đó không thể tổ chức mà thiếu thân nhân bên nhà trai được. ông ngoại lạnh nhạt đáp lại: ta thấy không cần thiết, chỉ cần hai đứa nhỏ tình nguyện là được. ban đầu con cưới con gái ta, đừng nói là thân nhân, thậm chí ngay cả hôn lễ cũng không có. nhiếp hoài lễ trong nháy mắt không lời chống đỡ, trực tiếp ca, o oh, knock out. nhiếp phu nhân vội vã giảng hòa: cha, hoài lễ cũng là vì vô ưu mà cân nhắc, dù sao kết hôn cũng là đại sự. đúng rồi, còn có đường đường nữa. Hay là đợi ngày mai Đường Đường tỉnh rồi, chúng ta hỏi ý kiến của thằng bé một chút. Dù sao tư tiên sinh biến mất nhiều năm như vậy, một mực đều không hề ở bên cạnh Đường Đường. Trẻ con dù gì cũng cần có một quá trình để tiếp nhận. Nhiếp phu nhân thấy cha quan tâm Đường Đường như vậy, nên mới bắt đầu hạ thủ từ Đường Đường. Bà đã sớm nhìn ra, Đường Đường đối với người cha tư giả Hàn đột nhiên mọc ra này, vẫn tương đối bài xích. Nghe đến đây, sắc mặt một mực đều rất bình tĩnh của tư giả Hàn hơi có chút chấn động. Diệp Oản oản bén nhạy chú ý tới biểu cảm của Tư Dạ Hàn, âm thầm thở dài trong lòng. Tạo nhiều cơ hội cho anh ấy ở cùng con trai như thế, không phải đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được phía của con trai đấy chứ. Chương 2431 thích hơn. Biên soạn: www.net. Nghe được đề nghị của con gái, ông lão trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ. Ngay vào lúc này phía cầu thang trên lầu có một loạt tiếng bước chân truyền tới. Chỉ thấy đường đường bảo bối mặc quần áo ngủ hoạt họa hoạ lông xù, có chút mơ màng đi xuống. Nhiếp phu nhân nhìn thấy đường đường tỉnh dậy, vội vàng đầy yêu thương đứng lên hỏi thăm, đường đường tỉnh rồi, có phải là mọi người nói chuyện ồn ào quá nên đánh thức con không? Cậu nhóc mang đôi dép con thỏ, xoa xoa đôi mắt còn díp lại vì buồn ngủ, trực tiếp đi thẳng về chiếc ghế salon nơi tư giả hàn đang ngồi, sau đó hướng về phía anh, Giang đôi bàn tay nhỏ nhắn ra, đầy nhõng nhẽo nói, cha, ôm. Tư giả hàn sướng sờ tại chỗ, hồi lâu mới phản ứng lại được, đưa tay ra ôm lấy cậu nhóc mũm mỉm má còn thơm mùi sữa vào trong ngực mình. Cha, đường đường mơ thấy ác mộng, cậu nhóc đem đầu vùi vào trong lồng ngực cha mình, ủy khuất nói. Tư giả hàn vội vàng đầy cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve lấy mái đầu nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của cậu nhóc, vỗ về một cách. Hơi kém chuyên nghiệp, không sao, tất cả các giấc mơ đều không có thật. Vâng, lúc này cậu bé mới an tâm nhắm mắt lại, lại lần nữa ngủ thiếp đi. Trong phòng khách an tính dị thường, nhiếp gia chủ, nhiếp phu nhân nhìn một màn trước mắt, đã không còn lời nào để nói. Nhìn dáng dấp, đường đường và A cửu chung sống cũng rất hòa thuận. Ông ngoại kết luận, lần này, nhiếp gia chủ và nhiếp phu nhân không thể phản đối. Mọi chuyện được quyết định như vậy, tư giả hàn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy đường đường lên lầu, diệp oản oản cũng đi theo sau khi vào phòng tư giả hàn đầy cẩn thận đem cậu bé đặt lên giường đắp chăn hai người đang chuẩn bị rời đi kết quả lúc này đường đường bảo bối lại đột nhiên mở mắt mẹ diệp oản oản có chút ngoài ý muốn xoay người lại nhìn lấy ánh mắt không chút buồn ngủ nào của cậu bé bảo bối con không ngủ sao mẹ ôm diệp oản oản vội vàng ôm lấy cậu bé vào trong ngực mẹ đường đường biểu hiện tốt không Dĩ nhiên, bảo bối quá tuyệt vời. Diệp Oản Oản nói xong, hôn một cái lên gò má đầy mong đợi của cậu bé, đồng thời có chút giở khóc giở cười. Nàng còn tưởng rằng đường đường đã bắt đầu thật sự quấn lấy tư giả hàn cơ đấy. Ai ngờ đâu chỉ là nhóc đang giúp bọn họ xử lý vấn đề phía cha mẹ mình mà thôi. Diệp Oản Oản khen, biểu hiện vô cùng tuyệt vời, quả thật là cứ như cha con ruột thật sự vậy. Đường đường bảo bối, mẹ, con và cha vốn chính là cha con ruột. Tư giả hàn, vốn chính là cha con ruột. Diệp oản oản. Được rồi, được rồi. Là nàng lỡ lời rồi. Ai bảo hai người này có phong cách sống chung kỳ cục như vậy. Buổi tối, ở dưới sự yêu cầu của cậu bé, Diệp oản oản và tư giả hàn ở lại ngủ cùng với nhóc. Có đường đường bảo bối và tư giả hàn ở bên người, Diệp oản oản rất nhanh liền tiến vào giấc mộng đẹp. Tư giả hàn ánh mắt đầy ôn hòa nhìn con trai bên cạnh đã ngủ chưa? đường đường lập tức mở mắt đương nhiên không ngủ thật vất vả có mẹ ngủ cùng nhóc không nỡ đi ngủ nhanh như vậy có chuyện gì sao đường đường dùng ánh mắt hỏi thăm tư giả hàn cha có thể hỏi lý do sao mặc dù tư giả hàn không nói rõ nhưng dường như đường đường bảo bối lập tức hiểu được anh đang hỏi cái gì tư giả hàn đang hỏi nhóc lý do tại sao không thích anh đường đường bảo bối nhìn mẹ ở bên cạnh mình khuôn mặt mũm mĩm phúng phính chép chép miệng dường như nghĩ tới chuyện gì đó khiến cho mình rất không vui. Tư giả hàn cũng không hề thúc giục, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu nhóc bất đắc dĩ trả lời, bởi vì mẹ thích cha hơn. Mẹ yêu thích cha hơn, so với đường đường còn thích nhiều hơn. Nơi đáy mắt tư giả hàn lộ ra vẻ kinh ngạc thấy rõ, ngay sau đó thật sự là có chút giở khóc giở cười. Vạn vạn không ngờ tới, lý do mỗi khi con nhìn mình liền thấy khó chịu, lại là vì như vậy thật là không biết nên tỏ ra vui vẻ hay là nên bất đắc dĩ. Từ phương diện muốn chiếm hữu làm của riêng này mà nói, con trai đã di chuyển của anh rất sâu, không thể nghi ngờ. Người mẹ thích nhất không phải là mình, đường đường bảo bối tỏ ra rất ủy khuất. chương 2432, không thể dỗ dành con sao. Biên soạn, đức uy net Buổi tối Diệp Oản Oản ngủ ở nhà, ban đêm, nàng lại thành khẩn trò chuyện thật lâu cùng cha mẹ mình, cuối cùng thái độ của hai người không còn phản đối mạnh mẽ như vậy nữa. Dĩ nhiên, có ông ngoại ở đó cho bọn họ chỗ dựa, dường như cha mẹ có phản đối cũng không có tác dụng gì. Ngày hôm sau ăn cơm chưa xong, Diệp Oản Oản đang định đi tìm tư giả hàn bàn bạc. Mẹ, mẹ định đi ra ngoài sao? Đường đường bảo bối thấy dường như mẹ muốn đi ra ngoài, lập tức đứng lên. Diệp Oản Oản xoa xoa đầu của cậu bé một cái, đúng vậy, Đường Đường, đi nơi nào? Diệp Oản Oản, đến chỗ cha con. Đường Đường nghe nói như vậy, dường như trong con người to tròn nhất thời hiện lên vẻ khẩn trương, khi nào mẹ trở lại? Diệp Oản Oản, a, à, tìm cha con bàn bạc một số chuyện, có thể sẽ hơi lâu. Ồ, cậu bé không vui thấy rõ. Bảo bối ngoan nào, mẹ sẽ cố gắng nhanh trở về với con. Hay là con và mẹ cùng đi? Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Không đi. Cậu bé đáp như chém đinh chặt sắt. "A, à, Diệp Oản Oản có chút dở khóc dở cười, giận cha rồi hả?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường có chút cứng đờ, "Không có." Thấy không hỏi được gì từ chỗ con, Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là trước hết đi tìm Tư Dạ Hàn. "Atula, à, trong vườn hoa." Thời điểm Diệp Oản Oản đến, Tư Dạ Hàn đang xem một tập ảnh thật dày. Diệp Oản Oản tùy ý liếc một cái, liền phát hiện ra là album áo cưới. Thấy Diệp Oản Oản đến, trên mặt của Tư Dạ Hàn cực nhanh lộ ra vẻ mất tự nhiên, ngay sau đó ung dung thản nhiên đóng tập album lại, "Tối hôm qua em ổn không?" "Có ông ngoại ở đó, có thể có vấn đề gì? Huống chi còn có anh trai và Đường Đường bảo bối trợ công, em lại làm nũng với cha mẹ, đã giải quyết xong toàn bộ." Diệp Oản Oản vừa cười vừa nói, "Đúng rồi, A Cửu, anh và Đường Đường có chuyện gì sao? Có phải là tối hôm qua anh nói gì với con hay không?" sao em có cảm giác đường đường càng không chào đón anh rồi vậy hả? Sắc mặt tư giả hàn không có bất kỳ khác thường, không có gì. Hai con người Diệp Oản Oản híp lại, làm sao lại không có gì? Nhất định là xảy ra cái gì rồi? Buổi sáng em vừa nói với đường đường muốn tới chỗ anh, con liền bày ra vẻ mặt đầy ai oán. Em hỏi con có muốn đi chung hay không, con liền trực tiếp cự tuyệt. Tư giả hàn nhìn Diệp Oản Oản một cái, đáp tối hôm qua, anh hỏi đường đường tại sao không thích anh ánh mắt diệp oản oản nhất thời sáng lên đối với vấn đề này nàng cũng rất muốn biết vậy đường đường trả lời thế nào tư giả hàn đường đường nói bởi vì em yêu thích anh hơn diệp oản oản má ơi nàng còn tưởng rằng nhất định là đường đường có lý do đặc biệt gì thật là vạn vạn không ngờ tới mà không hổ là cha con ruột tật xấu y chang nhau diệp oản oản vội vàng hỏi thăm vậy anh trả lời thế nào không hiểu tại sao lại có một loại dự cảm xấu tư giả hàn anh nói em là vợ của anh đương nhiên là phải yêu thích anh hơn rồi diệp oản oản ha ha quả thật là diệp oản oản cũng không biết nên nói gì bởi bị đường đường ghét thật là không hề oan chút nào diệp oản oản bất đắc dĩ che chán anh không thể dỗ dành con một chút sao Tư Giả Hàn nhìn nàng một cái, lời anh nói đều là sự thật. Nói xong còn bày ra một bộ dáng, chẳng lẽ em không cảm thấy là anh đang nói sự thật sao, chừng chừng nhìn chằm chằm nàng. Diệp Oản Oản nào dám nói không phải là đang nói thật. Thật là cạn lời với ông chồng này rồi. Diệp Oản Oản chỉ có thể thở dài, vội vàng trả lời, dạ dạ dạ, không sai, là nói thật là nói thật. Em yêu anh nhất. Chương 2433, mỗi một bộ đều muốn em mặc cho anh xem. Biên soạn, đức utayuenfull.net. Ánh mắt Diệp Oản Oản liếc xéo qua, nhìn tập album trên bàn trước mặt Tư Dạ Hàn, con người đảo nhanh như chớp. Thật không ngờ Tư Dạ Hàn lại sẽ có thể lén xem áo cưới một mình nha. Tất nhiên là nàng sẽ không nói toạc ra, không có khả năng. Diệp Oản Oản cười hì hì tiến tới, giống như lơ đãng đem tập ảnh mở ra bảo bảo, anh đang xem áo cưới à? Anh thích em mặc bộ nào? Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt dừng ở trên một bộ có phong cách phục cổ, tương đối xa hoa, em cảm thấy bộ này không tệ. Bảo bảo, anh cảm thấy thế nào? Tư Dạ hàn nhìn một cái, cái này anh đã đặt rồi. Anh cũng nhìn chúng cái này. Diệp Oản Oản kinh ngạc vui mừng, nháy mắt một cái. Diệp Oản Oản nói xong, ngay sau đó lại tiếp tục lật xem, chỉ một bộ váy đuôi cá màu trắng, bộ này cũng được. Tư giả hàn, bộ này cũng đã đặt xong. Diệp Oản Oản kinh ngạc ngẩng đầu, anh lại đoán được cái em thích. Không hổ là bảo bảo nhà em, hiểu em rất rõ. Nhưng mà, bộ váy xòe dài màu bạc này cũng đẹp, thật là khó chọn mà. Những bộ áo cưới trong album này là các tác phẩm kinh điển của những nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới, cho nên quả thật mỗi một bộ đều rất đẹp. Diệp Oản Oản xem mà muốn hoa cả mắt. Kết quả, tư giả hàn nghe vậy, bình tĩnh đáp, đều đã đặt trước hết rồi liên tục chọn ba bộ, tư giả hàn lại đều có thể biết trước, đặt may hết. Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc, bảo bảo, chúng ta thần giao cách cảm đến vậy sao? Tư giả hàn, tất cả kiểu mẫu trong album này, anh đều đã đặt may sẵn mỗi loại một bộ. Diệp Oản Oản sắc mặt ngẩn ngơ, ngay sau đó khóe miệng không ngừng co quắp. Hóa ra cái anh chàng này đã đặt mua tất cả các kiểu mẫu có trong bộ album này. Quả nhiên, biện pháp tốt nhất để giải quyết khó khăn khi phải chọn lựa, chính là mua sạch sao. Diệp Oản Oản quả thật là cực kỳ cạn lời, mua nhiều bộ như vậy, xưởng dầm ế quá, nên anh chuyển nghề mở tiệm áo cưới sao. Cặp con người lấp lánh điên đảo chúng sinh kia của tư giả hàn nhấp nháy, bỗng nhiên nghiêng người, hôn lên trên môi của nàng, thì thầm qua làn môi, mỗi một bộ. Đều muốn em mặc cho anh xem. Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, trái tim Diệp Oản Oản đập nhanh cứ như thể vừa trải qua một trận quyết đấu sống còn với cầu tạp trùng vậy. Thật là vạn vạn không ngờ tới mà. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ngờ sẽ có ngày bị tư giả hàn tán đổ triệt để như vậy. Diệp Oản Oản che lấy gương mặt ửng hồng càng lúc càng nóng lên, khục, nhưng vậy cũng mua hơi nhiều quá rồi. Em phải mặc tới lúc nào đây? Tư giả hàn nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc đen nhánh bên tai nàng, nhiều sao? dù sao đời này anh chỉ kết hôn có một lần em có thể từ từ mặc diệp oản oản anh thắng rồi ồ đúng rồi suýt chút nữa quên nói với anh chuyện chính em đến tìm anh là có chuyện muốn thương lượng với anh hôn lễ của chúng ta có khả năng em sẽ không lấy cái thân phận nhiếp vô ưu này để tổ chức cũng không tổ chức ở độc lập châu diệp oản oản cân nhắc chọn lời một hồi ngay sau đó mở miệng nói đối với chuyện này dường như tư giả hàn không hề có chút dị nghị nào, trực tiếp đáp ứng cũng được. Vô luận em muốn ở nơi nào, lấy thân phận nào, đều được hết. Nếu như mỗi một thân phận em muốn tổ chức một lần, đương nhiên cũng có thể. Anh sẽ thu hồi câu, sẽ chỉ kết hôn một lần, vừa nói. Diệp oản oản, nhưng mà em cũng không muốn kết hôn nhiều lần như vậy, cảm ơn. Com lê của chính nàng, cộng thêm com lê của anh, mỗi một bộ com lê kết hôn một lần, vậy thì phải kết hôn đến bao giờ? Diệp hoàn hoàn, em cũng không muốn kết hôn nhiều lần như vậy, cảm ơn. Tư giả Hàn, anh muốn. chương 2434, Bảo Bảo, anh tỉnh táo một chút. Biên soạn, được wittyayenfull.net Nếu như mỗi một bộ com lê đều tổ chức một lần mà nói, nhân sinh sau này của nàng, đại khái sẽ phải tiếp diễn trong những cuộc hôn lễ không bao giờ dứt. Thấy tư giả Hàn lại có thể thật sự nghiêm túc suy tính tới vấn đề này diệp oản oản sợ quá đỗi vội vàng chuyển đề tài khục dừng lại dừng lại nghĩ gì vậy hả làm gì có ai sẽ cử hành hôn lễ nhiều lần như vậy em chỉ muốn tổ chức hôn lễ tại hoa quốc dùng thân phận của diệp oản oản cử hành có được không diệp oản oản vội vàng nói tư giả hàn nhìn nàng một cái hôn lễ tại hoa quốc tất nhiên là phải cử hành nhưng độc lập châu bên này diệp oản oản nào dám để cho anh nói xong trực tiếp cắt ngang rất đơn giản tất cả bằng hữu thân nhân độc lập châu bên này cũng đều mời tới Hoa Quốc là được. Cha mẹ em và ông ngoại bên kia, em cũng đã nói hết rồi, hết thảy bọn họ đều tôn trọng ý kiến của chúng ta. Sau khi pháp luật được sửa đổi, hạn chế giữa Hoa Quốc và độc lập châu đã sớm không còn nhiều như trước, lui tới rất thuận lợi. Tư giả hàn nhíu chặt chân mày, xác định không muốn tổ chức thêm mấy lần ở độc lập châu. Tổ chức thêm, lại còn mấy lần, Diệp Oản Oản sạm mặt lại, bảo bảo, anh tỉnh táo một chút. Tư Dạ hàn thản nhiên nhìn nàng một cái, anh rất tỉnh táo. Diệp Oản Oản, tỉnh táo cái rắm Rất tỉnh táo mà lại muốn tổ chức hôn lễ 100 lần sau. Mấy ngày sau, Diệp Oản Oản và Tư Dạ hàn ngồi máy bay trở về Hoa Quốc. Nguyên bản dự tính ban đầu của Diệp Oản Oản tới độc lập châu chính là vì muốn tìm hiểu thân thế của mình. Bây giờ đã biết rõ mọi chuyện, nàng rốt cuộc cũng biết mình là ai, đương nhiên phải trở về, cho cha, mẹ, và cả Diệp Mộ phàm một câu trả lời. Mấy năm nay khi ký ức bị thay đổi, nàng đều sống tại Hoa Quốc, lấy thân phận của Diệp Oản Oản sinh hoạt. Trong những năm này, nàng cũng đã hoàn toàn xem mình như Diệp Oản Oản. Mặc dù thân phận là giả, nhưng tình cảm trải qua trong khoảng thời gian này đều là thật. Hoa Quốc còn rất nhiều người đang chờ nàng, chờ Diệp Oản Oản. Nàng nhất định phải trở về, giải thích rõ hết thảy những chuyện cần giải thích. Nếu không Chuyện này với bọn họ mà nói, quá không công bằng. Đại khái là tâm tình có chút khẩn trương, dù cho Diệp Oản Oản đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng đã châm trước chọn lời rất lâu về việc sẽ giải thích như thế nào. Nhưng mà, khi máy bay hạ xuống, vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Những năm này cùng nhau trải qua, ông bà Diệp yêu thương hết mực với nàng, nàng đã sớm coi bọn họ như người thân của mình. Kể cả ông anh trai hết lòng yêu thương em gái Diệp Mộ Phạm kia nữa thật ra là nàng thật sự không biết nên nói với bọn họ như thế nào về sự thật tàn nhẫn này làm sao có thể nói cho bọn họ biết cô con gái vẫn luôn ở bên cạnh thật ra không phải là con gái của mình mà cốt nhục ruột thịt của họ đã sớm chết ở trong vụ đánh bom năm đó thậm chí ngay cả hài cốt cũng không tìm ra được nếu như bọn họ không thể nào tiếp thu được nàng chỉ có thể đem thân phận vốn không thuộc về chính mình này vĩnh viễn xóa nhòa Đại khái là phát giác được tâm trạng của cô gái, Tư Dạ Hàn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Oản Oản. Diệp Oản Oản đang thất thần, từ trước mặt truyền tới thanh âm đầy hưng phấn của Diệp Mộ Phàm. Bên cạnh Diệp Mộ Phàm, Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân tất cả cũng đều tới, đang đầy trông ngóng nhìn về hướng đám người vừa xuống máy bay. Ngay khi thấy hình bóng của nàng, ánh mắt nhất thời sáng lên. Cha, mẹ, anh. Diệp Oản Oản nhanh chân chạy về phía ba người. Tư giả dạ Hàn đi ở phía sau, giúp nàng sách hành lý. Oản Oản, Lương Uyển Quân vừa nhìn thấy con gái, vành mắt liền đỏ cả lên, đưa một tay ôm Diệp Oản Oản thật chặt trong ngực, trở về là tốt rồi. Trở lại là tốt rồi. Chương 2435, chúng ta về nhà. Biên soạn, ducutyayuenfull.net. Lương Uyển Quân quan sát kỹ một vòng cô con gái đã lâu không gặp, vừa quen thuộc lại cực kỳ xa lạ bả vai nhu nhược khẽ run, oản oản, mẹ cho là. Cho là con sẽ không trở lại nữa. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình ở bên cạnh cũng kích động không thôi, nghe vậy quay lưng lại lau nước mắt. Khóe mắt Diệp oản oản cay cay, nghe thấy lời của Lương Uyển Quân, mơ hồ cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng. Nhưng bởi vì suy nghĩ trong đầu quá nhiều, nên cũng không nghĩ sâu, nghe vậy vội vàng đáp, mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Làm sao con lại có thể không bao giờ quay trở lại nữa? con chính là con gái bảo bối của mẹ, còn ở bên mẹ cả một đời đấy. Lương Uyển Quân nghe nói như vậy, nhất thời nước mắt cũng không kìm được nữa, lã trã chả chảy xuôi xuống, oản oản. Diệp Thiệu Đình vỗ bả vai của Lương Uyển Quân một cái, được rồi, đừng khóc, không phải là con trở về rồi sao? Em nhìn lại mình xem, đừng dọa con sợ. Diệp Mộ Phàm cũng nhanh chóng chạy đến Trấn An, đúng vậy, không phải là oản oản trở về rồi sao, chúng ta về nhà rồi trò chuyện tiếp. Mẹ, chúng ta về nhà đi. Được, được, về nhà. Kim Đô Bích Hải, rất nhanh, mọi người cùng nhau đi xe về tới biệt thự. Oản Oản, sau khi con về nước, dự định sẽ ở đâu? Dường như Lương Uyển Quân có chút khẩn trương hỏi. Diệp Oản Oản nắm lấy cánh tay của Lương Uyển Quân, vội mở miệng nói, ở trong nhà, con muốn ở bên mọi người nhiều hơn một chút. Được, được được, trên mặt của Lương Uyển Quân lập tức tràn đầy nụ cười, mộ phàm nhanh giúp em gái con đem hành lý bỏ vào phòng của con bé biết rồi diệp mộ phàm ai oán lầu bầu mẹ không phải là con đã nói với mẹ số nụ cười của mẹ khi ở bên em gái nửa ngày còn nhiều hơn ở với con một tháng lương uyển quân nguyết hắn một cái em gái con biết điều nghe lời lại hiểu chuyện như vậy còn có một cậu bạn trai ưu tú nữa con thì sao đến bây giờ ngay cả nửa cô bạn gái cũng chưa dẫn tới ra mắt với mẹ diệp mộ phàm cạn lời mẹ mẹ có chuyện gì cứ nói làm sao có thể công kích cá nhân lúc trước con dẫn về nhiều cô như vậy tại sao lại không nói lương uyển quân con còn không thấy ngại nhắc lại chuyện lúc trước ngày ngày dẫn về toàn là thứ người gì đâu nếu không phải là em gái quản con tốt bây giờ sợ là con đã bị đám phụ nữ lung tung kia lừa đến chẳng còn lại gì sắc mặt của diệp mộ phàm nhất thời đen như đáy nồi mẹ rõ ràng đang thiên vị rõ ràng trước đó em gái còn kém hơn cả con mắt chọn đàn ông so với con chọn bạn gái, còn cặn bã hơn gấp trăm lần có được không? Lương Uyển Quân không nói hai lời liền nhéo lấy lỗ tai Diệp Mộ Phàm, sao lại nói em mình như vậy hả? Diệp Hiệu Đình cũng lập tức trừng mắt một cái, tiểu tử thúi. Có phải là bị ngứa ra hay không? Diệp Oản Oản nhìn một nhà ba người đối thoại, không hiểu sao lại có một loại cảm giác thật thân thuộc trào dâng. Đây quả thực tuy có chút khác biệt so với cách nói chuyện giữa cha mẹ nàng và nhiếp vô danh, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là, nhìn cảnh người một nhà hòa hợp ấm áp ở chung một chỗ cười đùa, Diệp Oản Oản bỗng nghĩ đến lời lát nữa mình sắp nói, khó tránh khỏi càng thêm khó mà mở lời. Sau khi cất hành lý xong, mọi người cùng ngồi xuống ghế salon phòng khách. Chuyện em trở về nước, yên nhiên và cung hút bọn họ biết không? Diệp Mộ Phàm hỏi. Diệp Oản Oản còn chưa có nói, em định âm thầm trở về, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ đúng rồi, kịch bản lần trước em chọn giúp cung hút không tệ, phỏng chừng lần này có thể nhận được đề cử giải thưởng lớn ở nước ngoài. Diệp mộ phàm mở miệng nói. Ồ, yên nhiên cũng thật lợi hại, mọi bước đi đều luôn vững vững vàng vàng, đặc biệt khiến cho người ta bớt lo. Yên nhiên dĩ nhiên là em yên tâm. chương 2436, đã sớm biết được. Biên soạn, đức uy net Sau một hồi hàn huyên, diệp mộ phàm bỗng phát giác trong lòng diệp oản oản có chút không yên nghĩ gì vậy sao lại không yên lòng lương uyển quân vội vàng hỏi thăm oản oản có phải là quá mệt mỏi hay không hay là mau nhanh trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi diệp oản oản lắc đầu một cái không phải cuối cùng diệp oản oản vẫn hít sâu một hơi lấy một cặp văn kiện từ trong túi sách ra sau đó nhìn về phía lương uyển quân diệp thiệu đình cùng diệp mộ phàm cha mẹ anh thật ra thì lần này em trở về là có một chuyện rất quan trọng cần phải nói thẳng với mọi người ngón tay của lương uyển quân siết chặt nhìn diệp thiệu đình ở bên cạnh một cái một chuyện rất quan trọng diệp thiệu đình nhẹ nhàng vỗ một cái ở trên tay của lương uyển quân sau đó nhìn về phía oản oản hỏi oản oản là chuyện gì diệp mộ phàm nhíu chặt chân mày rốt cuộc là chuyện gì mà lại nghiêm túc như vậy chẳng lẽ tầm mắt của Diệp Mộ Phàm đảo qua đảo lại giữa Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, vừa nhìn về phía cặp văn kiện trong tay Diệp Oản Oản, chẳng lẽ giữa hai người đã xảy ra chuyện? Diệp Oản Oản, không phải là em có bầu trước khi lập gia đình đấy chứ? Trong túi văn kiện này, chẳng lẽ là kết quả xét nghiệm của bệnh viện? Có phải là vì sợ bị cha mẹ đánh nên mới sợ hãi không yên lòng như vậy? Đối với suy đoán có thể nói là cực kỳ có tính logic lần này của Diệp Mộ Phàm, tất cả tâm tình dồn nén của Diệp Oản Oản đều bị đánh tan, đến nỗi cạn hết cả những lời định nói. Ngay cả sắc mặt của tư giả Hàn cũng có chút khó mà hình dung. Diệp Mộ Phàm vừa dứt lời, liền bị Lương Uyển Quân hung hăng cốc lên đầu cái bốp, tiểu tử thúi, nói bậy bạ gì đấy. Con cho rằng là Oản Oản không có chừng mực giống như con. Diệp Thiệu Đình phụ hỏa theo, nếu như là Oản Oản thật sự có bầu, vậy cũng là chuyện tốt. Diệp Mộ Phàm sạm mặt lại, nhất thời bất mãn hét lên, "Cha, tháng trước cha còn nói với con, nếu như con dám làm cho con gái nhà người ta có bầu trước khi cưới, cha sẽ cắt đứt chân của con." Diệp Thiệu Đình, "Rồi sao, ta nói vậy, có vấn đề gì sao?" Cổ họng Diệp Mộ Phàm cứng đờ, quả thật là không cách nào tin tưởng, ủy khuất lầm bầm coi như là con nhìn ra rồi. "Con và Oản Oản, thật ra thì con mới không phải là con ruột của hai người mới đúng." Diệp Mộ Phàm nói những lời này, vừa dứt lời, Cả căn phòng nhất thời chìm trong trầm mặc thật lâu. Diệp Oản Oản ngây người mấy giây, cuối cùng mới kịp phản ứng lại. Diệp Mộ Phàm nói vậy, là có ý gì? Thời điểm từ lúc nàng trở về đến sân bay, câu nói của Lương Uyển Quân cho là con sẽ không trở lại, và cả ánh mắt của Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình khi nghe được nàng nói có chuyện quan trọng cần nói thẳng. Sau đó là một lời nói lơ đãng của Diệp Mộ Phàm. Diệp Oản Oản thử mở miệng hỏi dò, "Cha, mẹ hai người đều đã biết. Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình nghe vậy, nhất thời không nói gì, tựa hồ không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng, vẫn là Diệp Mộ Phàm gái đầu một cái đáp, khục, em nói là. Chuyện em không phải là em gái ruột của anh sao? Nếu như là chuyện này mà nói, mọi người đã biết rồi. Diệp Oản Oản ngây người, ngay sau đó mặt đầy kinh ngạc. Thật không ngờ chuyện vốn chính mình rất khó mở miệng giải thích, vậy mà mọi người lại có thể biết được, làm sao mọi người biết. Diệp Mộ Phàm trầm mặc một hồi, thở dài mở miệng nói, thời gian em gái anh sinh sống ở nước ngoài tương đối dài, thời gian sống chung cùng chúng ta không nhiều. Thật ra thì ngay từ đầu, anh cũng không hề phát hiện. Nếu như em vẫn cứ ngốc nghếch như vậy, ánh mắt nhìn người vẫn cặn bã như vậy, kỹ năng cua trai dối tinh dối mù, nhất định là anh cũng sẽ không hoài nghi cả đời. Nhưng xin thưa, ít nhất anh có thể xác định một chút, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cái thứ gọi là gen này, không có khả năng đột biến coi như là có bị kích thích, tính tình một người có thay đổi, nhưng năng lực sẽ không có khả năng có biến hóa lớn như vậy trong thời gian ngắn. Vô luận là thân thủ của em hay là một số kỹ năng chuyên nghiệp của em, em gái anh cũng không có khả năng làm được. À đúng rồi, còn có gu thẩm mỹ. Anh chàng bên cạnh em này, thật sự hoàn toàn không phải là mẫu người mà em gái anh ưa thích. Em gái anh từ nhỏ đến lớn chỉ thích cái tên Ngụy Quân tử Cố Việt trẻ kia mà thôi. Diệp Oản Oản nói bậy. Diệp mộ phàm, anh nói bậy, anh nói không đúng chỗ nào. Diệp oản oản, không có khả năng có ai không yêu thích bảo bảo nhà em. Diệp mộ phàm, chúng ta còn có thể tiếp tục khoái trá nói chuyện phiếm sao. chương 2437, tự mình gánh vác hết thảy. Biên soạn, được uy -i -u -i -n -f -u -l -l net Nghe xong lời Diệp mộ phàm nói, Diệp oản oản bần thần rất lâu, thật không ngờ người cho tới nay vốn không đáng tin cậy diệp mộ phàm lại có thể có lúc suy nghĩ cẩn trọng đến vậy anh bắt đầu hoài nghi từ lúc nào diệp mộ phàm suy nghĩ một chút không nhớ rõ rất nhiều chuyện hẳn là bắt đầu từ lúc em đột một thay đổi thái độ đối với thẩm mộng kỳ chẳng qua là những thay đổi kia quá nhỏ ban đầu anh hoàn toàn không hề suy nghĩ nhiều thời khắc khiến anh bắt đầu hoài nghi nhiều hơn chính là lần đó diệp oản oản ngẩng đầu diệp mộ phàm ho nhẹ một tiếng dường như nghĩ đến chuyện gì cực đáng sợ nuốt nước miếng nói chính chính là lần em tung một quyền đập thủng nắp động cơ xe thể thao của cung húc gương mặt diệp oản oản cứng đờ yên lặng che chán được rồi thì ra là lần nàng uống say khướt khi đó sau đó anh suy nghĩ lại từ đầu một chút biến hóa của em thật sự là quá lớn rõ ràng chỉ là một cô gái bé nhỏ nhưng mà vô luận lúc nào cũng đều đứng chắn ở phía trước Vô luận chuyện gì em đều có thể giải quyết. Từ nhỏ trí nhớ của em cũng rất kém, tuy cũng có lúc đã gặp qua là không quên được, nhưng dù cho em có học một chút võ nghệ đi nữa, nhưng tuyệt đối không có khả năng sẽ lợi hại đến mức độ này. Diệp Mộ phàm hồi tưởng lại suy đoán của mình. Bởi vì hoài nghi thân phận của em, nên anh mới đi làm giám định thân nhân. Diệp Oản oản thử hỏi dò. Diệp Mộ phàm lắc đầu, không hề, cho dù có hoài nghi em, anh cũng chưa từng làm vậy chẳng qua chỉ nhân lúc không có ai, nói bóng nói gió với cha mẹ mấy lần. Diệp Mộ Phàm có chút bất đắc dĩ cười cười, thật ra thì anh thấy, dường như cha mẹ cũng có chút nghi ngờ. Chỉ là bọn họ giống như anh, một phần là cảm thấy không có khả năng, một phần khác chính là theo bản năng muốn né tránh chuyện này. Diệp Oản Oản nghe vậy không hiểu, vậy làm sao mọi người? Vậy làm sao mọi người có thể xác định? Mặc dù Diệp Oản Oản còn chưa dứt lời, nhưng Diệp mộ phàm hiểu được nàng muốn hỏi cái gì, hướng về phía chàng trai ở bên cạnh nàng nhìn một cái nói, mấy tháng trước, bạn trai em đột nhiên ghé thăm giữa đêm khuya, nói cho chúng ta biết chân tướng. Diệp oản oản nghe vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn tư giả hàn ở bên cạnh, a cửu nói với mọi người. Vì sao nàng hoàn toàn không biết? Diệp oản oản hoàn toàn không ngờ tới, tư giả hàn vậy mà lại đã sớm nói rõ chân tướng cho đám người Diệp mộ phàm. Diệp mộ phàm gật đầu nói, khi đó mặc dù chúng ta đã mơ hồ phát hiện một số chỗ không đúng của em, nhưng mà, thời điểm nghe được chân tướng từ trong miệng cậu ta, vẫn quá khó lòng đón nhận. Sau đó, cậu ta cứ như vậy yên lặng chờ đợi, nói lời xin lỗi cùng anh và cha mẹ. Diệp Oản Oản nghe những thứ này, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn không biết có những chuyện này từng xảy ra. Diệp Oản Oản nhìn Tư Giả Hàn, tại sao anh lại trở về nước một mình làm những chuyện này? Tư Giả Hàn thần sắc bình thản, với tính cách của em, sau khi biết thân phận thực sự của mình, khẳng định không đành lòng lừa gạt bọn họ, sẽ nói chân tướng cho bọn họ. Vốn chính là lỗi của anh, không nên để cho em phải gánh chịu những thứ này. Diệp Oản Oản không ngờ, ngay cả vấn đề này mà Tư giả Hàn lại có thể đều xem xét đến cả rồi. Anh biết nàng quý trọng tình cảm, không muốn để cho nàng đi đối mặt, cho nên đã giúp nàng gánh vác hết thảy từ sớm. Trong lòng ngực Diệp Oản Oản phập phồng một niềm tâm tình vừa chua xót lại vừa phức tạp không biết nên nói cái gì. Cái gì mà lỗi của anh, rõ ràng anh vì em nên mới làm như vậy. Là em quá mềm yếu không dám đối mặt, cho nên mới ích kỷ yêu cầu anh giúp em quên đi những ký ức kia. Coi như là phải giải thích, cũng nên là em đến giải thích. chương 2438, càng sợ con rời đi. Biên soạn, được uitiuyenfull.net Bởi vì sự mềm yếu và trốn tránh của nàng, anh mới chiều theo và dung túng vô điều kiện tự mình vì nàng gánh vác hết thảy thậm chí ngay cả diệp ra bên này anh cũng đã thay nàng cân nhắc hết cả rồi lúc này tâm tình của lương uyển quân và diệp thiệu đình đã ổn định hơn chút ít diệp thiệu đình mở miệng nói ngay từ đầu cha và uyển quân đều không thể nào tiếp nhận được sự thật này cho nên không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta cậu ta vẫn đứng ở ngoài cửa chờ mãi diệp thiệu đình thở dài sau đó Chúng ta cũng tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này thần xui quỷ khiến, cũng coi như là cứu tánh mạng người một nhà chúng ta." Diệp Thiệu Đình hồi tưởng lại, mở miệng nói, "Năm đó, thời điểm con gái du học ở nước ngoài gặp phải khủng bố. Trong lần khủng bố đó, tất cả mọi người đều mất mạng trong biển lửa, không ai sống sót. Bởi vì cường độ vụ nổ bom quá lớn, thậm chí hài cốt của tất cả mọi người đều không còn." Diệp Thiệu Đình hít sâu một hơi, tiếp tục nói, khi đó, Uyển Quân bị đả kích quá lớn, tinh thần hoảng hốt, cả ngày cũng không ăn không uống, thân thể càng ngày càng kém, thậm chí tự sát nhiều lần. Mãi đến một ngày ba tháng sau, chúng ta tìm được con gái. Con bé phúc lớn mạng lớn, được người hào tâm đi ngang qua cứu, chỉ là bị thương một chút, nên ký ức bị tổn thương. Bởi vì tìm được con gái trở về, rốt cuộc Uyển Quân mới lần nữa thanh tỉnh lại. Chúng ta cũng chưa từng hoài nghi con không phải là con gái của chúng ta. Diệp Oản Oản chật vật nói, thật xin lỗi, khi đó. trí nhớ của con đã thay đổi, cũng không phải là con có ý định lừa gạt. Nhưng đúng là bởi vì con mới dẫn đến chuyện này phát sinh. Điểm này không có gì để giải thích cả. Diệp Hiệu Đình thở dài, những chi tiết cụ thể, từ tiên sinh đều đã giải thích với chúng ta cả rồi. Mặc dù tư Dạ hàn giấu bớt một chút chuyện tương đối cơ mật, nhưng phần lớn mọi chuyện đều đã đầy nghiêm túc và thành khẩn giải thích với hai người cả rồi. Diệp Oản Oản nhắm mắt một cái, xin lỗi, là con tạo thêm cho mọi người rất nhiều phiền toái. Diệp Hiệu Đình nhìn cô bé trước mắt, khổ sở nói, mặc dù cha không hiểu rõ rốt cuộc ký ức bị thay đổi là như thế nào, nhưng mà, lúc đó tính tình của con và Oản Oản của chúng ta giống nhau như đúc. Read New f.ull.net Nếu như là Oản Oản của chúng ta, thật ra thì, việc con bé sẽ làm, đại khái cũng sẽ không khác gì những việc con đã làm khi đó dòng thứ bên kia cũng đã sớm muốn đối phó chúng ta rồi đổi lại là oản oản bất quá cũng sẽ có kết quả giống như nhau mà người làm cha vô năng như cha chỉ sợ coi như oản oản còn sống vào lúc này kết quả cũng sẽ không tốt hơn chúng ta làm cha mẹ nhưng không thể bảo vệ tốt cho con gái cha giọng diệp oản oản khản đặc lại cha đừng nói như vậy cha là một người cha tốt vô cùng diệp thiệu đình hít sâu một hơi ngược lại là con một cô gái một mình đảm đương một phía, một mình bảo vệ toàn bộ Diệp ra chúng ta. Cha quả thực là không cách nào trách con được. Huống chi, mấy năm nay, cha và mẹ con cũng thật sự rất cảm ơn. Cảm ơn con có thể đến bên cạnh chúng ta. Lương Uyển Quân vừa rơi lệ vừa nói, vô luận như thế nào, sự thật con gái chúng ta qua đời đều đã không cách nào thay đổi. Ông trời để cho con đến bên cạnh mẹ, đã là món quà của mẹ. Cho nên, dù cho mẹ phát hiện đủ chỗ không đúng, cũng không dám đi vạch trần. Mãi đến khi tư tiên sinh nói chân tướng cho chúng ta, hoàn toàn đánh nát niềm hy vọng của mẹ, thật sự nhất thời mẹ không có cách nào tiếp nhận, nhưng mà... Lương Uyển Quân nhìn cô bé trước mắt, nhưng mà mẹ càng sợ. Sợ rằng con rời đi, mẹ sợ, sợ rằng ngay cả con cũng vĩnh viễn rời bỏ mẹ mà đi. chương 2439, ý nghĩa sự tồn tại của anh biên soạn: được uy -l -l net Sau khi biết chân tướng, bà vẫn luôn dằn vặt thống khổ. Bà không thể nào tiếp thu được sự thật con gái đã hoàn toàn tử vong. Nhưng mà, bà càng không thể nào chịu đựng được việc cô gái mà bà coi như con ruột đã ở bên cạnh mình bồi bạn nhiều năm sẽ rời bỏ chính mình, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời bà. Diệp Oản Oản vội vàng nắm lấy bàn tay lương uyển quân, mẹ, con sẽ không rời đi. Con chỉ sợ mẹ không cách nào tha thứ việc con lừa gạt. Nếu như mẹ nguyện ý, cả đời này con đều là con gái của mẹ. Oản oản, nước mắt Lương Uyển Quân rơi như mưa, khóc không thành tiếng, hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Diệp Ngộ Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai của Lương Uyển Quân an ủi, mở miệng nói, khoảng thời gian từ đó đến nay, mặc dù chúng ta đã biết chân tướng rồi, nhưng vẫn luôn làm bộ như không biết, cứ như bình thường liên lạc với em một mặt là trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào một mặt cũng là vì sợ hãi nếu như phá tan lớp vỏ bọc này em sẽ đi mất nếu như em muốn đi mọi người cũng không có bất kỳ lý do gì giữ em ở lại dù sao em và gia đình này thật ra cũng không có bất cứ quan hệ nào diệp oản oản lập tức lườm diệp mộ phàm một cái dù gì cũng làm em gái anh lâu như vậy em là người vong ân phụ nghĩa như vậy sao ngay cả hôn lễ em cũng đều đã bố trí xong rồi sẽ tổ chức tại hoa quốc lấy thân phận của diệp oản oản cử hành đương nhiên phải được mọi người cho phép dù sao thân phận này không thuộc về em diệp mộ phàm nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt em sắp kết hôn rồi khi nào diệp oản oản nói còn không phải là đang trở về bàn bạc thời gian cụ thể với cha mẹ sao lương uyển quân và diệp thiệu đình liếc nhau một cái trong ánh mắt ngập tràn vui sướng con muốn cử hành hôn lễ tại hoa quốc nhưng mà chuyện quan trọng như vậy Hẳn là do cha mẹ. Cha mẹ ruột của con làm chủ mới đúng chứ? Diệp Oản Oản vội mở miệng đáp, con đã thương lượng với cha mẹ và cả ông ngoại con rồi, bọn họ đều đồng ý con cử hành ở bên này. Đến lúc đó bọn họ có thể tới Hoa Quốc, bằng hữu bên kia trực tiếp mời đến dự là được rồi. Lương Uyển Quân và Diệp Hiệu Đình đều không ngờ rằng Diệp Oản Oản sẽ chọn lấy họ Diệp xuất giá, trên mặt đều lộ rõ vẻ xúc động. Nếu như con đồng ý, dĩ nhiên là có thể bọn họ đã không cách nào tận mắt thấy con gái của mình xuất giá, coi như là hoàn thành một phần tưởng niệm của bọn họ đi. Trạng vạng tối, Diệp Oản Oản tiến tư dạ hàn ra tới cửa. Diệp Oản Oản, trước em sẽ ở cùng cha mẹ em, ngày mai đi thăm bà nội. Tư Dạ hàn, được. Diệp Oản Oản than thở, thật ra thì em có thể tự giải quyết, đã không còn là con nít rồi. Dầu gì năm đó em cũng là người đại diện kim bài có được không? em am hiểu nhất chính là xử lý đủ loại vấn đề khó giải quyết. Tư giả hàn trầm mặc ít nói, lại nói năng không trơn chu như vậy, thật khó để nàng tưởng tượng ra anh đã đến Diệp ra giải thích như thế nào. Con người trầm tính như đáy biển sâu của chàng trai chăm chú nhìn lấy cô gái, bàn tay rộng lớn cực kỳ ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu của cô, giọng nói như vỗ về tán dương một bé gái, ừm, rất lợi hại, đương nhiên anh biết. Không biết tại sao, chẳng qua chỉ là được đối phương khen một câu đơn giản như vậy thôi, nhịp tim Diệp Oản Oản lại bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Ngay sau đó, bên trong cặp con người băng lãnh kia của chàng trai bỗng có muôn ngàn tia nắng chan hòa chiếu rọi, hòa tan thành một dòng sông đầy ấm áp, nhẹ giọng nói, chẳng qua là, nếu như chuyện gì cũng để cho em tự mình giải quyết, anh tồn tại còn có ý nghĩa gì? Rõ ràng làm nhiều như thế, nhưng xưa nay đều không nói một lời. Chỉ vì một câu nói của nàng, một cái yêu cầu thất thường, anh liền yên lặng chiều theo. Dù cho là bị hiểu lầm, cũng vẫn sẽ không biện giải. Diệp Oản Oản nhìn chàng trai thanh lãnh lại ôn nhu trước mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, phi vụ mua bán kiếm lời nhất đời này của em, đại khái chính là dùng một cái bánh nướng, đổi lấy anh. chương 2440, niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật. Biên soạn, đức uy net Sau khi rời khỏi Kim Đô Bích Hải, Tư Giả Hàn trở lại Tư Gia, thăm bà nội trước, sau đó lên xe đi đến Cẩm Viên, buổi tối ở lại nơi này. Ngồi máy bay cả một ngày, có chút mệt mỏi, buổi tối, Diệp Oản Oản nằm ở trên giường. Vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống đi ngủ, ánh mắt bỗng liếc thấy ngày tháng hiển thị trên điện thoại. Vì vậy, nàng xoay người, chờ mình bò dậy. Hôm nay là ngày 21 tháng 12, như vậy ngày mai sẽ là ngày 22 tháng 12. Ngày đông chí, cũng chính là sinh nhật của tư giả Hàn. Bắt đầu từ lúc nàng quen biết Tư Dạ Hàn cho đến nay, anh chưa bao giờ nhắc tới sinh nhật của mình, cũng chưa từng có thói quen tổ chức sinh nhật. Diệp Oản Oản cũng biết anh cũng không thích nhắc lại thời gian mình sinh ra đời, vì vậy trước đây đều cố ý tránh không đề cập tới. Sau đó, Đường Đường ở chỗ Ân Duyệt Dung một đoạn thời gian, dường như cậu bé trò chuyện với Ân Duyệt Dung rất nhiều thứ, trong đó có một số chuyện có liên quan tới Tư Dạ Hàn. Sau khi trở về, nàng và Đường Đường cùng nói chuyện phiếm. Nghe đường đường nói, A Cửu ra đời vào một đêm mùa đông rất lạnh. Khi đó nàng liền lưu ý, nhờ đường đường gọi điện thoại cho ân duyệt dung hỏi về ngày sinh nhật của tư dạ hàn. Đường đường bảo bối thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, do xét được sinh nhật của tư dạ hàn. Chính là ngày 22 tháng 12. Hôm nay đúng dịp trở về nước thăm cha mẹ, thẳng thắn giải thích cùng bọn họ, không rảnh quan tâm đến chuyện khác, vì vậy suýt chút nữa nàng đã bỏ lỡ mất. Diệp Oản Oản nhanh chóng nhìn thời gian trên điện thoại di động, bây giờ là 10 giờ tối, khoảng cách đến 12 giờ còn 2 tiếng nữa. Cũng còn may, vừa kịp. Diệp Oản Oản lập tức xoay mình ngồi dậy, bạch 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 chạy đến chỗ Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân, nhanh chóng mượn sổ hộ khẩu, sau đó lại gõ cửa phòng của Diệp Mộ Phàm. Anh, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Diệp Mộ Phàm mang dép chậm rãi đi ra, sao vậy? Anh vừa mới chuẩn bị ngủ cho em mượn xe dùng một chút, em không có nhiều thời gian. Diệp oản oản vội vàng nói. Diệp mộ phàm cao mày, giữa đêm, em không ngủ mà làm gì vậy? Diệp oản oản đáp thật nhanh, ngày mai là sinh nhật của bảo bảo nhà em, còn hai tiếng nữa là tới 12 giờ đêm. Em muốn chạy đến cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Sau đó cùng nhau thức trắng đêm chờ ở trước trụ sở phường, trở thành cặp đôi đầu tiên đăng ký kết hôn của ngày mới, có phải là rất lãng mạn hay không? bất ngờ không kịp đề phòng bị ném một thùng thức ăn cho chó, khiến cho Diệp Mộ Phàm bị nghẹn đến suýt chút nữa hít thở không thông, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần nói, em là một cô gái đấy, có thể rẻ đặt một chút hay không? Diệp oản oản mặt đầy không tưởng tượng nổi, anh, anh đùa sao? Bảo bảo nhà em yêu tú như vậy, nếu như em rẻ đặt, làm sao còn có thể tới lượt mình chứ? Mau mau nhanh, đưa cho em chìa khóa. Diệp mộ phàm. Lúc này, Tựa hồ Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân nghe được động tính, cũng từ trong phòng đi ra. Diệp Mộ Phàm lập tức bắt lấy cơ hội tố cáo, cha, mẹ, hai người nhanh nhìn con gái mình một chút đi. Hơn nửa đêm trộm sổ hộ khẩu trốn ra ngoài tìm trai kết hôn, hai người cũng không quản con bé một chút. Diệp Thiệu Đình nghe vậy lườm con trai một cái, cái gì mà trộm, sổ hộ khẩu là cha đưa. Diệp Mộ Phàm, Lương Uyển Quân ôn nhu mở miệng nói, người trẻ tuổi có cảm xúc cuồng nhiệt cũng là chuyện tốt. Mộ phàm, vào lúc này quá muộn, oản oản đi một mình không an toàn, con lái xe chở con bé đi. Diệp mộ phàm, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Diệp oản oản mặt đầy đắc ý thúc giục, đi mau, đi mau. Nếu không không kịp thời gian đâu, em muốn canh chúc mừng sinh nhật bảo bảo nhà em lúc 12 giờ. À đúng rồi, nếu như anh có thể chuẩn bị thêm cho em một thùng pháo hoa thì càng hay hơn. Diệp mộ phàm quả thật là muốn đập chết nàng, pháo hoa, pháo hoa cái sao biết sao. Đế đô cấm đốt pháo có được không? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2440